Chào mừng các bạn đến với tạp hóa Tu Tiên. Giọng đọc Huyền Trăng, truyện Thiếu Soái trở về. Chương 51, kịch bản của Phong Thiếu. Đã nghe xong phần biểu diễn của Dương Cầm Gia Tình Tình, tên hề Trương Tuấn cũng đã nhận được bài học. Trần Ninh và Tống Sinh Đình cũng không ở lại nữa, rời đi trước. Trương Vạn Hào và Tình Tình tiểu thư đưa hai vợ chồng Trần Ninh ra ngoài, nhìn theo bóng xe của họ rời đi. Sau đó Tình Tình cũng chuẩn bị rời đi. Có điều lúc nào Lê Dục Phong lại nắm bắt cơ hội tới hỏi: Tình Tình tiểu thư, đợi chút. Tình Tình tiểu thư vẻ mặt hoài nghi: Vị tiên sinh này là? Quỷ thủ bên cạnh Lê Dục Phong liền nói: Đây là tam thiếu của Lê gia chúng tôi. Lê Dục Phong hỏi: Tình Tình tiểu thư, không biết Trần Ninh rốt cuộc là nhân vật gì, sao cô lại tình nguyện bỏ lại đoàn lãnh đạo tôn thị đó mà tới biểu diễn cho anh ta vậy? Tình Tình tiểu thư bình tĩnh nói: À, buổi diễn bên tôn thị cũng gần xong rồi. Giờ theo nguyên tắc của tôi thì bình thường tôi sẽ không nhận diễn hai buổi trong một ngày. Chỉ là từ nhỏ tôi đã ngưỡng mộ quân nhân, biết được Trần Ninh là chiến sĩ đã thôi ngủ, tôi liền quyết định tới đây. Đám người Lê Dục Phong, Quý Thủ, Đông Lộ Lộ, Hà Vĩ nghe thấy Tình Tình tiểu thư nói vậy thì đều tròn tròn mắt. Tình Tình thấy bọn họ không tin thì trong nơi sâu trong mắt cô xẹt qua ý cười, cũng không nói gì nữa, quay người rời đi cùng vệ sĩ. Lê Dục Phong chú ý tới Triệu Vạn Hào đang chuẩn bị quay lại khách sạn ở bên cạnh, vội gọi: Ông chủ Triệu, tôi muốn hỏi ông chút chuyện, ông có quan hệ gì với Trần Ninh? Triệu Vạn Hào mẹ không cảm xúc: Tình Tình tiểu thư tới khách sạn của tôi biểu diễn là vinh hạnh của chúng tôi. Nếu như Tình Tình tiểu thư tôn kính Trần Ninh như vậy, tất nhiên tôi cũng xem anh ta là khách quý. Ai dám vô lễ với Trần Ninh, tôi liền xử lý người đó. Giải thích này của tôi, các cậu hài lòng không? Triệu Vạn Hào nói xong liền quay người rời đi. Đám người Lê Dục Phong lúc này cuối cùng cũng hiểu ra, Trần Ninh chẳng qua chỉ là kéo mượn oai hùng thôi. Đông Lộ Lộ cũng nói: Tôi còn tưởng Trần Ninh giỏi giang cỡ nào chứ, thì ra là Tình Tình tiểu thư diễn xong ở bên tôn thị. Nể tình Trần Ninh từng vào bộ đội, còn có ông chủ Triệu cũng là nể mặt Tình Tình tiểu thư mới giúp anh ta giáo huấn Trương Tuấn. Hạ Vị cũng nói: Cảm thấy Trần Ninh chính là một tên bỏ đi, mèo mù vớ được cá rán, gặp may mà còn giả vờ, đáng ghét. Rất nhiều người có mắt đều biết nội tình của Trần Ninh, đều không phục mà mắng mỏ. Chỉ có Lê Dục Phong lại nở nụ cười tự tin. Anh ta bình tĩnh mà đưa đám người quỷ thủ rời đi. Anh ta cùng quỷ thủ sau khi lên chiếc Mercedes G, anh ta liền đắc ý mà cười nói: Tao còn tưởng Trần Ninh ghê gớm lắm cơ, không ngờ chỉ là con hổ giấy, vậy thì kế hoạch của chúng ta có thể tiếp tục rồi. Quỷ thủ cung kính nói: Phong thiếu, tôi đã bảo mấy tên A Ngu giả vô thành một đám côn đồ đầu đường đi theo xe của Trần Ninh và Tống Sinh Đình, bây giờ liền bảo chúng ra tay hay sao ạ? Lê Dục Phong cười lạnh nói: Đúng, bây giờ bảo chúng ra tay, lần này tao phải diễn cho tốt cảnh anh hùng cứu mỹ nhân. Trần Ninh và Tống Sinh Đình đang thong thả lái xe về nhà. Tống Sinh Đình lúc này vẫn còn đắm chìm trong niềm hạnh phúc của việc Trần Ninh mời Tình Tình tiểu thư tới đàn cho cô nghe. Cô hưng phấn mà hỏi Trần Ninh rốt cuộc làm sao làm được như vậy. Trần Ninh vừa lái xe, khóe mắt nhìn một cái lên gương chiếu hậu, phía sau có hai chiếc xe van cũ đã đi theo họ rất lâu rồi. Trần Ninh bình tĩnh nói: Lúc anh còn ở trong ngủ, một lần chấp hành nhiệm vụ, trùng hợp cứu được Tình Tình tiểu thư này, cô ấy rất cảm kích anh, vì vậy anh gọi điện, cô ấy liền tới. Tống Sinh Đình tỏ vẻ đã hiểu: À, thì ra là vậy. Vào lúc này, Trần Ninh thầm chú ý tới hai chiếc xe van đã đột nhiên tăng tốc, vượt qua chiếc BMW của anh. Lúc xe van tăng tốc vượt qua BMW thì đột nhiên tạt đầu xe, chặn lại trước xe BMW. Trần Ninh sớm đã có chuẩn bị, đạp mạnh phanh, chiếc BMW liền phát ra tiếng két chói tai mà dừng lại nên mới không đâm xe vào. Tống Sinh Đình kinh hoàng mà nhìn chiếc xe van cũng dừng lại trước mặt cô, nói: Xe của họ sao vậy? Trần Ninh vẫn chưa nói gì thì xe van phía trước đã có 5 người hùng hục bước xuống, đều là mấy tên lực lưỡng, tên nào cũng có vẻ ngông cuồng, vừa nhìn liền biết là đám vô lại. Tên dẫn đầu người cao 1m9, mắt to như mắt trâu, mặt béo mốc. Anh ta đưa mấy tên khí thế hùng hổ tới trước xe BMW của Trần Ninh, giơ tay vỗ lên nắp xe của BMW, chỉ vào Trần Ninh mà quát lên: Lái xe kiểu gì thế? Cút xuống đây cho tao, nếu không thì đừng trách thủy ngưu tao không khách khí với bọn mày. Cố ý tới gây chuyện. Khóe miệng Trần Ninh dâng lên ý cười trêu chọc, mở dây an toàn ra, mở cửa xuống xe. Tống Sinh Đình thấy mấy tên thủy ngưu khí thế hùng hổ, sợ Trần Ninh sẽ chịu thiệt nên cũng vội xuống xe theo. Mấy tên thủy ngưu nhìn thấy Tống Sinh Đình mặc chiếc váy lễ phục lộ vai xinh đẹp như tiên nữ, mắt liền sáng lên.
Thậm chí Thủy Ngư còn huýt sáo, hiền hạ mà kêu lên: "Ấy chà, em gái này xinh nhỉ." Tống Sinh Đình tỏ vẻ chán ghét. Trần Ninh nheo mắt từ từ nói: "Ai bảo chúng ai tới gây chuyện vậy?" Thủy Ngư nghe Trần Ninh hỏi vậy thì trong mắt xẹt qua tia hoảng hốt, chỉ là rất nhanh liền biến mất. Anh ta cười gằn: "Tiểu tử, tao không biết mày đang nói cái gì. Lúc này máy là lái xe kiểu gì thế? Muốn đâm chết máy anh em tao à? Món nợ này mà tính thế nào?" Tống Sinh Đình gấp gáp: "Lúc nãy rõ ràng là các người không bật xi nhan, đột nhiên tạt đầu xe, chồng tôi phanh gấp mới không gây ra tai nạn. Đây rõ ràng là lỗi của các người." Thủy Ngưu cười lạnh: "Cái rắm, là chồng mày ý mình lái xe sang, mày muốn đâm vào xe van của bọn tao. Chuyện này chúng mày không cho bọn tao một lời giải thích, hài lòng thì đừng trách Thủy Ngưu ta không khách khí." Lúc nói, anh ta và mấy tên đồng bọn của mình đã rút dao nhỏ sắc nhọn ra. Tống Sinh Đình bị dọa cho mắt trắng bệch, vội nói: "Có gì thì từ từ nói, các người muốn bao nhiêu tiền chúng tôi đưa cho các người là được rồi." Thủy Ngưu nhíu mắt mà nhìn cơ thể yêu điệu của hai, sau đó cười xấu xa: "Mấy người bọn tao yêu mỹ nhân không yêu tiền." Thủy Ngưu nói đến đây thì vung vãi con dao nhỏ sắc nhọn sáng bóng trước mặt Trần Ninh, hung dữ mà uy hiếp: "Ngưu ca, tao không muốn nhìn thấy mày, bây giờ mày cút cho tao. Chuyện bồi thường mấy huynh đệ tao sẽ thương lượng riêng với vợ mày. Nếu mày không đi, vậy thì tao sẽ đâm mấy cái lỗ trên người mày." Bọn Thủy Ngưu đều là do La Dục Phong phái tới. Bây giờ Thủy Ngưu phải dọa cho Trần Ninh bỏ mặc Tống Sinh Đình lại mà bỏ mặc chạy một mình. Sau đó bọn chúng lại chuẩn bị phi lễ với Tống Sinh Đình, mục đích là để phối hợp với La Dục Phong để anh ta đứng ra dựng vợ anh hùng cứu mỹ nhân. Như vậy La Dục Phong không những có thể để lại ấn tượng cao thượng mà còn có thể để Tống Sinh Đình nhìn rõ bộ mặt thật xấu xa của Trần Ninh. Vậy thì La Dục Phong sẽ dễ dàng mà có được trái tim của Tống Sinh Đình. Đám người Thủy Ngưu đang hung dữ mà trừng Trần Ninh, giống như bây giờ Trần Ninh không cút thì bọn chúng sẽ đâm cho chảy máu, chảy đâm đìa ngay. Chỉ là điều khiến Thủy Ngưu không ngờ là Trần Ninh không những không bỏ vợ lại mà chạy như anh ta tưởng tượng. Ngược lại, nụ cười lạnh lùng trên khóe miệng Trần Ninh càng đậm hơn. Trần Ninh cười lạnh nói: "Các người nói nhảm xong chưa?" Chương 52: Quá tam ba bận. Đám người Thủy Ngưu vốn định hù dọa một trận, dọa cho Trần Ninh bỏ chạy là được rồi, nhưng chúng không ngờ Trần Ninh không những không bị đe dọa cho bỏ chạy mà còn hoàn toàn không để chúng vào mắt. Điều này khiến Thủy Ngưu triệt để tức giận. Cơn giận từ tim lan dần về phía gan. Thủy Ngưu thầm nghĩ, dù sao tên này là kẻ thù của Phong Thiếu, nếu như đã không hù dọa được vậy thì trực tiếp đặt chết anh ta cho rồi. Nghĩ vậy, mắt anh ta rộ ra tia hung ác thực sự, cười gần nói: "Ngưu ca, tao đã cho mày cơ hội rồi, là do mày không tự nắm bắt, vậy thì đừng trách ngưu ca tao đây." Anh ta nói rồi liền đâm dao về phía bụng Trần Ninh. Tống Sinh Đình ở bên cạnh giật mình kêu lên. Trần Ninh nhanh như chớp mà vươn tay ra bắt lấy cổ tay Thủy Ngưu. Thủy Ngưu cảm thấy anh ta giống như bị kìm gọng kẹp chặt vậy, mặc cho anh ta dùng lực thế nào thì cũng không thể duy trì con dao nửa phân. Anh ta ngẩng đầu lên vô cùng kinh ngạc mà nhìn Trần Ninh. Trần Ninh nhàn nhạt nói: "Tao hỏi mày lần cuối, là ai sai chúng mày tới đây gây chuyện với tao?" "Hỏi bố mày ấy." Thủy Ngưu gầm lên một tiếng, giơ chân đá Trần Ninh. Trần Ninh hừ lại một tiếng, nhanh hơn một bước mà nhấc chân lên, rách một tiếng liền đá gãy chân phải của Thủy Ngưu. Cùng lúc Trần Ninh vặn tay một cái, lại rách một tiếng bẻ gãy luôn tay phải của Thủy Ngưu. Á, Thủy Ngưu ngã xuống đất kêu thảm thiết mà lăn lộn trên đất. Mấy tên đồng bọn của anh ta nhìn thấy một màn này, tên nào cũng há hốc mồm, thầm nghĩ tên này sao lại mạnh như vậy. Ánh mắt của Trần Ninh dừng lại trên người bọn chúng, nhàn nhạt nói: "Ai chịu khai thật ra, là ai sai chúng mày tới đây gây chuyện?" Bốn tên nghe vậy thì giật mình, nhìn nhau một cái, sau đó đồng loạt mở miệng: "Cùng lên, hạ anh ta." Nói xong, bốn tên liền xách dao cùng xông về phía Trần Ninh. Râm, râm, râm. Bốn người vừa lại gần thì lần lượt bị Trần Ninh đá vào ngực, toàn bộ đều bay ra, ngã xuống đất mà nôn ra máu. Trần Ninh nhặt một con dao trên đất lên, đến bên cạnh Thủy Ngưu. Tay phải chân phải của Thủy Ngưu đều đã gãy, đau đớn mà chảy mồ hôi đầy đầu. Nhưng anh ta vẫn cứng miệng, nghiến răng, nghiến lợi mà nói: "Cho dù mày đánh gãy chân kia của tao, thì tao cũng không nói." Trần Ninh nhếch mày: "Nếu tao đánh gãy cái chân thứ ba của mày thì sao?" Trần Ninh nói rồi đột nhiên buông tay, con dao nhỏ trong tay rơi thẳng xuống đất, đâm về phía đụng quần của Thủy Ngưu. Mũi dao sắc nhọn liền đâm vào quần của Thủy Ngưu. Dù không đâm trúng cái chân thứ ba của anh ta, nhưng cũng đủ để anh ta cảm nhận được sự lạnh lẽo của con dao nơi đũng quần. Anh ta trực tiếp bị dọa cho tiểu ra quần, vẻ cứng rắc lúc nãy liền biến mất, run rẩy nói: "Tôi nói hết là Phong Thiếu sai chúng tôi làm."
Lê Dục Phong. Đáp án này nằm trong dự đoán của Trần Ninh. Tống Sinh Tình kinh ngạc. Sao anh ta lại làm như vậy? Thủy Ngư khóc lóc thảm thiết. Anh ta muốn mấy người chúng tôi dạy dỗ Trần Tiên Sinh. Nếu Trần Tiên Sinh bị dọa cho sợ chết khiếp rồi bỏ vợ lại mà chạy thì Phong Tiếu Gia liền xuất hiện đúng lúc dựng vợ anh hùng cứu mỹ nhân, gạt lấy lòng thiện cảm của Tống Tiểu Thư. Tống Sinh Tình mắng. Tiểu nhân bị ổi. Thủy Ngư cầu xin. Chúng tôi biết sai rồi, thay cho chúng tôi đi. Vào lúc này, một chiếc Maserati và hai chiếc sedan đen chạy vụt tới, ba chiếc phanh gấp lại. Lê Dục Phong dặn đám quỷ thủ vội vàng đi tới. Lê Dục Phong còn chưa lại gần thì đã ra vị chính nghĩa mà gầm lên. Mấy tên xuất sinh chúng mày lại dám bắt nạt phụ nữ giữa đường. Đinh đinh đừng sợ, anh tới cứu em rồi. Lê Dục Phong gầm lên, đưa đám thuộc hạ tới. Có điều lúc bọn họ nhìn thấy cảnh tượng thật sự trước mắt thì liền ngay ngóc. Người nằm trên đất không phải là Trần Ninh mà lại là đám người Thủy Ngưu. Tống Sinh Đình cũng không bị người ta ức hiếp, lúc này lành lặn mà đứng bên cạnh Trần Đình, lạnh lùng nhìn hắn. Đây là chuyện gì? Sao đều không theo kịch bản vậy? Lê Dục Phong thầm kinh ngạc, nhưng mặt thì nở nụ cười miễn cưỡng. Mắt tự nhiên mà nói, Đình Đình, em không sao à? Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Tống Sinh Đình lạnh lùng nói, Lê Dục Phong, anh hình như biết bói toán nhỉ? Còn chưa lại gần nhìn rõ xem thế nào, liền biến có mấy tên côn đồ muốn ức hiếp tôi rồi. Lê Dục Phong thẹn quá hóa giận. Tống Sinh Đình, lời này của em là có ý gì? Anh chỉ là thấy xe của hai người dừng bên đường, cảm thấy hai người đã xảy ra chuyện mới tới cứu em, không ngờ em lại nói năng vô cớ. Tống Sinh Đình chỉ đám Thủy Ngưu nằm trên đất lạnh lùng nói, bọn họ đã thừa nhận là do anh sai khiến rồi, anh còn giáo biển. Lê Dục Phong nghe vậy thì lại kinh hãi, anh ta phẫn nộ mà trừng đám Thủy Ngưu. Chúng mày dám bán đứng tao? Thủy Ngưu ấp úng, Phong thiếu, chúng tôi cũng hết cách. Nếu chúng tôi không khai thật ra thì Trần Tiên Sinh sẽ giết chết chúng tôi mất. Lê Dục Phong đang định nổi điên thì Trần Ninh đã lạnh nhạt lên tiếng. Chuyện đám chó chúng mày cấu xé nhau, để qua một bên đi. Lê Dục Phong, chúng ta tính nợ trước đã. Lê Dục Phong giờ ánh mắt khỏi đám Thủy Ngưu mà nhìn Trần Ninh. Anh ta lúc này cũng không cần giả vờ nữa, bày ra dáng vẻ hung dữ, hung ác mà nói. Tiểu tử, xem tao ra tay, đúng là xem nhẹ mày rồi. Có điều người phụ nữ mà Lê Dục Phong tao nhìn trúng chưa bao giờ không có được. Lần này mày may mắn, lần sau chúng ta chờ mà xem. Trần Ninh bình tĩnh nói, đây là lần thứ ba mày đắc tội với tao rồi. Quá tam bà bận, mày đã không có lần sau nữa. Lê Dục Phong nghe vậy thì đầu tiên là ngần ra. Sau đó đám quỷ thủ đi theo bên cạnh anh ta nhìn nhau một cái, sau đó cười ha ha như điên. Lê Dục Phong cười lớn mấy tiếng, sau đó dừng lại trừng mắt với Trần Ninh mà lớn tiếng nói, cốc ghì ngáp mồm, mạnh mồm thật. Tao lại muốn xem thử mày có bản lĩnh thế nào, còn có thể hủy diệt được tao sao? Trần Ninh dặn dò Tống Sinh Đình, bà xã, em lên xe đợi anh, đừng nhìn, ngoan. Tống Sinh Đình do dự một chút, sau đó nói một tiếng anh cẩn thận, rồi liền làm theo lời của anh, quay lại xe bên đất đợi anh. Lê Dục Phong thay Tống Sinh Đình rời đi, anh ta liền càng thêm không kiên kỵ gì nữa, trực tiếp dặn dò đám quỷ thủ. Ra tay, giết anh ta đi, có chuyện gì đi nữa thì có tao lo. Vụt, tốc độ của quỷ thủ cực nhanh, thậm chí nhanh đến mức sắp để lại dư ảnh. Người anh ta như ma quỷ mà leo về phía Trần Ninh, tay phải như móng chim ưng mà cào mạnh lên đầu Trần Ninh, giống như muốn cào cho đầu Trần Ninh vỡ tung vậy. Rầm, Trần Ninh vung nắm đấm, đấm lên ngực quỷ thủ trước, lòng ngực quỷ thủ liền giống như bị búa lớn nện vào, xương lòng ngực toàn bộ đều bị gãy lún vào, miệng phun máu tươi, cơ thể như điều đứt dây, bay văng đến bên chân Lê Dục Phong, liền chết tức tưởi. Quỷ thủ là vệ sĩ giỏi nhất của Lê Dục Phong, thân thủ rất lợi hại, không ngờ lại bị Trần Ninh một đấm đánh chết. Đám người Lê Dục Phong toàn bộ đều kinh hoàng mà trừng lớn mắt. Trần Ninh nhẹ nhàng đánh chết quỷ thủ, đi mấy bước đến gần Lê Dục Phong, lạnh lùng nói, nếu có kiếp sau, nhớ đừng chọc vào tao. Lê Dục Phong vô cùng kinh sợ, miệng hùm gan sứa mà nói, tao là Tam thiếu gia của Tỉnh Lỵ, mày dám động vào tao. Anh ta còn chưa nói xong, Trần Ninh chém một dao lên cổ anh ta, rách một tiếng, thanh âm của Lê Dục Phong dừng bạc, cơ thể từ từ ngã xuống đất. Trần Ninh nhìn máy tên tay sai của Lê Dục Phong đang hét run bên cạnh, điềm tĩnh nói, đem xác của anh ta về Lê Gia, sau đó bất kỳ người nào của Lê Gia cũng không được đặt chân tới Trung Hải, tới kẻ nào giết kẻ đó. Nói xong anh ta quay người đi, lên xe bên đất cùng Tống Sinh Đình lái xe rồi đi. Chương 53, cửu gia Lê Gia, tỉnh Thiên Hải. Gia chủ Lê Lâm Nguyên lúc này đang dùng ánh mắt phức tạp mà nhìn thi thể của con trai thứ ba Lê Dục Phong trước mắt. Lê Dục Phong là con trai vợ lẽ, cũng là con trai thứ ba của ông ta. Trong Lê Gia chỉ có thể tính là con thứ, vẫn luôn không xem trọng anh ta.
Lê Dược Phong cũng vì muốn chứng minh bản thân nên mới chạy tới thành phố Trung Hải, muốn tạo ra thành tích chứng minh cho bản thân. Nhưng không ngờ Lê Dược Phong mới đến Trung Hải mấy ngày mà đã bị người ta giết chết rồi. Dù là đứa con trai mình thường ngày xem thường, không quan tâm, nhưng bị người ta giết chết như vậy thì ông ta vô cùng tức giận. Ông ta nhìn lên người Tống Trọng Hùng, người đã đưa xác con trai ông ta về, lạnh lùng nói: "Nói xem, rốt cuộc là sao?" Tống Trọng Hùng cúi đầu. Phong Thiếu nhìn trúng một người phụ nữ tên là Tống Sinh Đình, xảy ra xung đột với chồng của cô ta là Trần Ninh. Trần Ninh đánh chết Phong Thiếu. Lê Lâm Nguyên không nói gì, chỉ vào một tên vệ sĩ của Lê Dược Phong. "Mày trả lời." Vệ sĩ run rẩy mà đáp: "Bẩm lão gia, Tống Sinh Đình đó là tiểu thư của Tống gia. Phong Thiếu quả thật thích cô ta, nhưng Tống gia cũng có ý xúi Phong Thiếu theo đuổi cô ta. Nếu Tống gia không xúi dục thì Phong Thiếu chưa chắc đã rơi vào kết cục này." Tống Trọng Hùng nghe tên vệ sĩ nói vậy thì vừa kinh ngạc vừa tức giận. "Cậu..." Lê Lâm Nguyên lạnh lùng nói: "Ông to gan thật, dám lợi dụng con trai tôi. Người đâu, giết ông ta trước để cho ông cùng với con trai ta." Ông ta vừa nói xong thì trong đám thuộc hạ trong phòng khách liền có một đống người sát khí đang đèn mà xông về phía Tống Trọng Hùng, muốn giết chết ông ta lập tức. Tống Trọng Hùng bị dọa cho hồn bay phách tán, cao giọng nói: "Lê tiên sinh chờ đã." Lê Lâm Nguyên sơ tay ra hiệu dừng tay. Ông ta lạnh lùng nói: "Tôi lại muốn nghe xem ông còn có di ngôn gì." Tống Trọng Hùng đầu đầy mồ hôi gấp gáp nói: "Lê tiên sinh, Phong Thiếu xảy ra xung đột với Trần Ninh thật sự không phải là vì Tống gia chúng tôi sử dụng. Cậu ấy cứ nhất quyết đòi có được Tống Sinh Đình là vì nhìn trúng sự nghiệp của cô ta, muốn mượn Tống Sinh Đình làm bàn đạp cho cậu ấy, tạo nên sự nghiệp cho ông xem." Lê Lâm Uyên nhau mắt từ từ nói: "Cho dù như vậy thì cũng không thể thay đổi việc Tống gia các người có tính toán lợi dụng con trai tôi. Lời giải thích này của ông không cứu nổi mạng ông." Tống Trọng Hùng nghe vậy thì càng thêm gấp gáp vội nói: "Lê tiên sinh tha mạng, lần này Tống gia chúng tôi quả thực đã làm sai. Lê tiên sinh, ông giết tôi cũng vô ích. Tống gia chúng tôi nguyện ý lấy công chuộc tội." Lê Lâm Nguyên cuối cùng cũng có hứng thú: "Lấy công chuộc tội thế nào?" Tống Trọng Hùng vội nói: "Tống gia chúng tôi có nguyện ý báo thù cho Lê tiên sinh và đoạt lại công ty của Tống Sinh Đình tặng lại cho Lê tiên sinh." Lê Lâm Nguyên biết con trai mình vì ham muốn hạng mục công ty của Tống Sinh Đình nên mới chết. Lúc này ông ta có chút hiếu kỳ với công ty của Tống Sinh Đình, liền hỏi: "Hạng mục của công ty Tống Sinh Đình rất kiếm được tiền?" Tống Trọng Hùng vừa gật đầu: "Đúng vậy, là hạng mục trọng điểm của thành phố Trung Hải, trung tâm mua sắm hải đường. Hoàn thành hạng mục đến bước cuối cùng thì ít nhất có thể kiếm được 1 tỷ. Nếu sợ chút mánh khóe đối với chất lượng công trình, nguyên vật liệu thì có thể kiếm được càng nhiều hơn." Lê Lâm Nguyên nghe vậy thì mắt sáng lên: "Hạng mục công trình có thể kiếm được 1 tỷ, quả thật là hạng mục lớn." Ông ta động lòng rồi. Ngữ khí của ông ta cũng dịu lại, nhàn nhạt hỏi: "Nói kế hoạch của ông ta nghe thử." Tống Trọng Hùng thấy khẩu khí của ông ta đã dịu lại hơn nhiều từ khi biết ông ta nổi hứng thú. Cơ hội sống sót của ông ta tới rồi. Ông ta trở tay chùi mồ hôi lạnh trên trán, cười nói: "Tống gia chúng tôi còn có chút bản lĩnh ở Trung Hải. Trần Ninh chẳng qua chỉ là một mãn phu đánh đám lợi hại chút thôi. Tôi trở về liền tìm người xử lý cậu ta, báo thù cho Phong Thiếu. Trần Ninh mà chết thì Tống gia chúng tôi có thể đoạt lại hạng mục công trình từ trong tay Tống Sinh Đình. Đến lúc đó, Tống gia chúng tôi sẽ đem lợi nhuận của hạng mục tặng hết lại cho Lê tiên sinh, xem như lời xin lỗi." Mắt Lê Lâm Nguyên đột nhiên trở nên bén nhọn, ánh mắt như dao, nhìn chăm vào Tống Trọng Hùng. "Được, tôi cho ông 1 tháng. Nếu trong 1 tháng ông không thể giết được Trần Ninh, vậy thì đừng trách tôi không cho ông cơ hội." Tống Trọng Hùng vội nói: "Vâng, vâng, vâng, Lê tiên sinh yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt." Lê Lâm Nguyên nheo mắt: "Tôi trông chờ đấy, ông tự biết mà làm." Tống Trọng Hùng vô cùng thê thảm, mẹ trở về từ tỉnh Thiên Hải. Về đến nhà thì nói chuyện này với người của Tống gia. Tống Thanh Tùng nghe vậy thì vừa gấp vừa tức: "Cái gì? Lê gia vậy mà lại đem nguyên nhân cái chết của Phong Thiếu đổ lên đầu chúng ta?" Tống Trọng Hùng cười khổ nói: "Đúng thế, nếu không phải là đã hứa báo thù cho Phong Thiếu, đoạt lại hạng mục của Tống Sinh Đình tặng cho ông ta thì có lẽ cái mạng nhỏ này của con cũng mất rồi." Đám người Tống Thanh Tùng đã biết Lê gia không dễ chọc vào. Sự việc đã đến bước này rồi thì Tống gia bọn họ chỉ có thể báo thù giúp Lê gia, đoạt lại hạng mục của Tống Sinh Đình tặng cho Lê gia xem như quà chuộc tội rồi. Nếu không thì Lê gia thật sự không thể dùng thủ đoạn tàn nhẫn mà trực tiếp diệt cả Tống gia. Tống Thanh Tùng thở dài: "Tôi mệt rồi, phải đừng nghỉ đây. Chuyện này giao lại cho lão đại và lão tam hai con xử lý vậy.
Chuyện này liên quan tới tồn vong của Tống gia chúng ta, hai con nhất định phải xử lý tốt, không thể có bất kỳ sai sót nào. Tống Trọng Hùng và Tống Trọng Bình cùng nói. Bố, bố yên tâm. Tống Trọng Bình với mặt sầu não hỏi Tống Trọng Hùng. Anh cả, tên Trần Ninh đó từng làm lính, đánh nhau rất lợi hại. Mấy tên lúc trước chúng ta tìm để xử lý cậu ta đều không thành công. Bây giờ nên làm sao mới được? Tống Trọng Hùng trầm giọng. Mấy tên lúc trước đó tên nào cũng không đáng tin. Lần này tôi đã tìm được một đám người đáng tin giúp chúng ta hạ tên Trần Ninh. Tống Trọng Bình tò mò hỏi. Ai? Tống Trọng Hùng từ từ nói. Cửu gia. Tống Trọng Bình tỏ vẻ kinh ngạc thất thanh. Cửu gia? Chính Trần Cửu, hoàng đế giới xã hội đen của Trung Hải, được xưng là vua Cửu Ngũ, Cửu gia. Tống Trọng Hùng đắc ý nói. Không phải là ông ta thì là ai? Mỗi khu vực của cả thành phố Trung Hải này đều có một bá chủ ngầm. Nhưng ai cũng biết, trong giới xã hội đen của Trung Hải, hoàng đế thật sự chính là Cửu gia. Cửu gia muốn xử lý bất kỳ bá chủ của khu vực nào thì chỉ cần cái nhấc tay. Cũng chỉ có mời ông ta ra tay thì mới có thể giết chết được Trần Ninh. Tống Trọng Bình gật đầu, có điều lại băn khoăn. Cửu gia rất ít khi ra tay, lần này chúng ta muốn mời ông ta ra tay thì có lẽ sẽ phải trả giá cao không nhỏ đâu nhỉ. Tống Trọng Hùng cắn môi xót tim mà nói. Tôi đã bàn với Cửu gia rồi, ông ta muốn 100 triệu. Nhưng chuyện này có liên quan tới sự tồn vong của Tống gia chúng ta, nên tôi đồng ý rồi. Tống Trọng Bình thở dài. Hay, xem như của tay ngài bình an vậy. Hy vọng Cửu gia có thể hành động nhanh chút, nhanh chóng xử lý Trần Ninh. Trong nhà Trần Ninh ở Giang Tân Hoa Viên, cả nhà Trần Ninh vừa ăn cơm xong, đang chơi đùa cùng con gái Tống Thanh Thanh, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Tống Sinh Đình ra mở cửa thì kinh ngạc mà nói. Đồng tiên sinh, anh đến rồi à, mau vào đi. Người tới không phải là ai khác, chính là Đặng Thiên Bảo. Đồng Thiên Bảo cung kính mà đưa qua một bịch quà, sau đó vào nhà. Tống Sinh Đình ngại ngùng mà nói. Đồng tiên sinh, anh sao lại còn đưa cả quà vào tới chứ? Sau này không cần tốn kém vậy nữa. Đồng Thiên Bảo cười nói. Đâu có, đâu có. Trần Ninh thấy Đồng Thiên Bảo nhàn nhạt nói. Thiếu gia. Trần Ninh biết Đồng Thiên Bảo tới đây thì chắc chắn có chuyện, nên không, anh ta cũng sẽ không tùy tiện tới làm phiền anh. Anh đưa con gái qua cho Tống Sinh Đình bế, sau đó đứng dậy nói với Đồng Thiên Bảo. Trong nhà có trẻ con, phòng khách hơi loạn, đến phòng tôi ngồi đi. Rất nhanh hai người đi tới phòng sách. Tống Sinh Đình đưa trà vào, sau đó liền đi ra. Trần Ninh nhấp một ngụm trà hỏi. Sao vậy? Đồng Thiên Bảo khẽ nói. Có chút chuyện, tôi báo cáo với thiếu gia anh một tiếng. Trần Ninh, chuyện gì? Đồng Thiên Bảo nói. Cửu gia phái người tới tìm tôi. Trần Ninh hỏi nhạt. Cửu gia là ai? Đồng Thiên Bảo giải thích. Trần Cửu, hoàng đế thật sự của giới xã hội đen của Trung Hải, biệt hiệu vua Cửu Ngũ. Trần Ninh xem thường. Nước cạn rùa nhiều, một tên vô côn mà cũng dám xưng vua, ông ta tìm anh làm gì? Đồng Thiên Bảo nhỏ giọng. Ông ta hình như muốn báo thù cho La Dục Phong, nói muốn giết anh. Cả báo tôi đừng nhúng tay vào, nếu không sẽ giết cả tôi. Trần Ninh hơi cong môi. Khẩu khí không nhỏ. Đồng Thiên Bảo nói. Trần Cửu sai người tới nói với tôi, bảo tối mai đích thân tôi đưa anh đến Bạch Hổ Đường gặp ông ta, nếu không thì sẽ giết cả tôi luôn. Trần Ninh khẽ nhếch miệng. Thú vị. Chương 54. Bác Hổ Vệ. Bạch Hổ Đường là một trong những nơi thần bí nhất Trung Hải, cũng là nơi ở của Cửu gia. Lúc này trong phòng sách cổ xưa, Cửu gia mặc áo vải đen, khoảng 50 tuổi, đang luyện bút lông trước bàn đọc sách. Chỉ thấy ông ta múa bút thoanh thoách, mấy con chữ khí thế hùng hổ hiện lên trên giấy tuyên thành. Hổ Tiêu Sơn hài sau khi viết xong, trên gương mặt gai guộc của ông ta lộ ra vẻ mặt hài lòng. Thuộc hạ Hắc Long đứng chắp tay sau lưng đã lâu ở bên cạnh, cung kính nói. Cửu gia, thuộc hạ có chuyện cầm bẩm báo với ngài. Cửu gia tiện tay đặt bút xuống, vừa thưởng thức kiệt tác của mình, vừa nói. Chuyện gì? Hắc Long nói. Em đã làm theo dặn dò của Cửu gia, truyền lời lại cho Đổng Thiên Bảo, bảo anh ta đừng vọng tưởng bảo vệ được Trần Ninh, ra lệnh cho anh ta tối mai đưa Trần Ninh tới Bạch Hổ Đường chịu sự trừng phạt của Cửu gia. Có điều Đổng Thiên Bảo giống như không xem trọng lời của Cửu gia, cũng không biết anh ta có làm theo dặn dò của ngài không. Trong mắt Cửu gia xẹt qua tia sáng lạnh, bình tĩnh nói. Từ trước tới nay Trung Hải đâu là mọi khu vực một bá chủ, nhưng gần đây bá chủ của khu Tây Thành và Nam Thành đều liên tiếp có chuyện. Đổng Thiên Bảo một mình bá chiếm cả ba khu vực. Cậu ta nghĩ cắm mình cứng rồi. Hắc Long nói. Trung Hải phân thành Đông Tây Nam Bắc Trung Nam khu, một mình Đổng Thiên Bảo chiếm ba khu, anh ta tự cho rằng mình có bản lĩnh, ngay cả lời nói của Cửu gia cũng không để vào mắt.
Cửu xe cười ha ha. Người không nghe lời thì nên bị đánh mông rồi. Mắt Hắc Long sáng lên. Ý của Cửu xe là lần này không những phải sửa Trần Ninh mà dạy dỗ luôn cả Đổng Thiên Bảo. Cửu xe nhàn nhạt nói. Chó không nghe lời thì giữ lại làm gì? Hắc Long, lát nữa cậu thông báo cho bá chủ Bắc Thành Trương Hoành, còn có bá chủ Thành Trung Mã Phi, bảo bọn họ tối mai tới Bạch Hổ Đường cùng ta chỉnh đốn Đổng Thiên Bảo. Đến lúc đó, sự Đổng Thiên Bảo Nam Thành cho Trung Hoành, Tây Thành cho Mã Phi, Đông Thành còn lại mà do Hắc Long còn phụ trách. Hắc Long nghe vậy thì liền có tinh thần hưng phấn mà nói, vâng, cụ ra. Ngày hôm sau, màn đêm buông xuống, trong Bạch Hổ Đường ánh đèn rực rỡ, bức tranh Bạch Hổ Tiêu Sơn trên bức tường cao 3 mét đó càng thêm bá khí. Dưới tranh Bạch Hổ Tiêu Sơn, Cửu Gia mặc đồ bồ đồ vải, đang ngồi oai phong trên ghế thái sư. Thuộc hạ đắc lực Hắc Long đứng chắp tay lại sau lưng bên cạnh ông ta. Hai bên phòng khách lần lượt là hai khách quý tối nay, Trương Hoành và Mã Phi. Sau lưng Trương Hoành và Mã Phi đều có mấy chục thuộc hạ đứng đó, tên nào cũng sát khí nồng nặc, vừa nhìn liền biết bọn họ đều là tinh anh của Trương Hoành và Mã Phi. Cửu Gia đã bàn xong với Trung Hành và Mẹ Phi, tối nay cùng đối phó Đổng Thiên Bảo, sau đó chia nhau địa bàn của Đổng Thiên Bảo. Khuôn mặt bé ú của Trung Hành lúc này tức giận nói, Cửu Gia, nghe nói Đổng Thiên Bảo có quan hệ mật thiết với Trần Ninh. Tôi thấy tối nay anh ta chưa chắc sẽ đưa Trần Ninh tới chịu chết đâu nhỉ. Mẹ Phi với khuôn mặt dài như ngựa, cười ngạo mạn, có lẽ tên đó bị dọa cho chết khiếp rồi, không dám tới nữa. Cửu Gia cầm trà lên, nhấp một ngụm, hờ hững nói, nếu Đổng Thiên Bảo và Trần Ninh không tới, vậy thì qua 12 giờ đêm, chúng ta liền trực tiếp ra tay, càn quét địa bàn của Đổng Thiên Bảo, diệt cả cậu ta và Trần Ninh. Hắc Long vẻ mặt hưng phấn, nóng lòng muốn thử. Cửu Gia, em thấy Đổng Thiên Bảo và Trần Ninh sẽ không dám tới nữa. Chúng ta cũng đừng đợi nữa, trực tiếp hành động cho rồi. Hắc Long vừa nói xong, ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng kinh hô. Đến rồi, Đổng Thiên Bảo và Trần Ninh tới rồi. Đám người Cửu Gia nhìn nhau một cái, đều có chút kinh ngạc. Đổng Thiên Bảo với Trần Ninh thật sự tới rồi. Chẳng lẽ Đổng Thiên Bảo biết rằng không che chở cho Trần Ninh được nên quyết định chặt đứt quan hệ, đưa Trần Ninh tới giao cho ngài trừng phạt. Đúng, chắc chắn là như vậy. Lúc đám người đang nghĩ như vậy thì nhìn thấy Trần Ninh đưa hai người lực lưỡng, còn có 8 thuộc hạ khác thông dong đi vào. Hai người lực lưỡng, một là Điển Chủ, người kia là Đổng Thiên Bảo. Còn về 8 người thuộc hạ kia, trên người mỗi người đều toát ra khí chất rắn rỏi. 8 người động tác đồng nhất, cho người khác một loại khí thế nghìn quân vạn mã. 8 người này chính là 8 thành viên tinh nhuệ nhất trong đội cảm vệ của Trần Ninh thuộc cảnh Bắc quân, được gọi là Bác Hổ Vệ. Đám người Trần Ninh khí thế dù bất phàm, nhưng đám người của Cửu Gia lại không hề để mắt vào. Dù sao, chỉ riêng phòng khách của Bạch Hổ Đường thì đã có hơn 150 thuộc hạ. Bên ngoài Bạch Hổ Đường còn có 500 thuộc hạ có thể xông vào bất cứ lúc nào. Phía Trần Ninh chỉ có 12 người là thá gì chứ. Đám người ở trong Bạch Hổ Đường đều nhìn vào Trần Ninh và Đổng Thiên Bảo. Cửu Gia cười lạnh nói, Đổng Thiên Bảo, xem ra cậu còn có chút thức thời, ngoan ngoãn làm theo lời của tôi, đưa Trần Ninh tới đây. Nể tình cậu thức thời, tôi thay cho cậu một mạng, bây giờ cậu giao lại hết cả mối làm ăn trong địa bàn của cậu cho tôi, sau đó cút ra khỏi Trung Hải, vĩnh viễn không được bước vào Trung Hải nửa bước, cậu có ý kiến không? Đám người Hắc Long, Trung Hoành, Mẹ Phi đều nhìn Đổng Thiên Bảo. Mọi người đều cảm thấy Đổng Thiên Bảo không dễ gì mới làm nên danh tiếng ở Trung Hải. Một câu nói của Cửu Gia liền đánh cho anh ta trở về lúc đầu. Có lẽ Đổng Thiên Bảo chắc chắn sẽ không can tâm, sẽ phản kháng. Nhưng điều khiến bọn họ không ngờ tới chính là Đổng Thiên Bảo lại cười nói, tôi không có ý kiến. Bọn họ nghe vậy thì đều ngán ra. Rõ ràng không ngờ Đổng Thiên Bảo sẽ không hề phản kháng mà lại đồng ý ngay. Nhưng không ngờ sau khi Đổng Thiên Bảo nói xong lại bổ sung một câu, có điều bây giờ tôi không quyết định được, đều do thiếu gia nhà tôi quyết định. Thiếu gia đám người Cửu Gia đồng loạt nhìn qua Trần Ninh. Cửu Gia cười lạnh nói, thiếu gia nhà cậu là người bước chân vào quan tài rồi, cậu ta còn nói cái rắm mà. Người đâu, tiễn Trần Ninh lên đường. Cửu Gia vừa nói xong liền có hai bóng người về phía Trần Ninh. Hai tên này sát khí đằng đằng, khí thế hùng hồn, nhưng bọn chúng còn chưa đến gần Trần Ninh được thì Đổng Thiên Bảo và Điện Chủ đứng bên cạnh Trần Ninh nhanh trước một bước, cùng lúc ra tay. Rầm rầm, hai tên thuộc hạ của Cửu Gia đồng loạt văng ra, ngã mạnh xuống đất, mặt bị Đổng Thiên Bảo đấm cho một cái máu thịt bên nát bét, tên còn lại lồng ngực bị Điển Chủ đá hõm vào, hai tên đều chết ngay tại chỗ. Cửu Gia thấy vậy gầm lớn, chúng mày dám giết người của tao. Trần Ninh nhếch miệng,
Tôi không chỉ những dám giết người của ông, còn dám giết cả ông, tin không? Cụ xe nghe vậy thì trừng lớn mắt, ông ta cười vô cùng hung dữ. Rất tốt, nếu như chúng mày đều chán sống thì tao chỉ đành tiễn toàn bộ chúng mày lên đường. Toàn bộ đều lên hết cho tao, giết bọn chúng. Cựu xe vừa nói xong, Hắc Long, Trương Hoành, Mẹ Phi liền cùng với thuộc hạ của mình sát khí đằng đằng mà nhào về phía Trần Ninh. Ngay cả bên ngoài, Bạch Hổ Đường cũng có không ít người vào vác dao lũ lượt xông vào. Trần Ninh đối mặt với vô số kẻ địch mà không hề biến sắc, lạnh lùng nói: Bác hổ vệ. 80 hổ vệ đồng loạt gầm lên: Có. Trần Ninh: Giết. 8 hộ vệ đồng loạt tiến lên một bước, ý chí ngút trời, cùng hét lên: Giết. Chương 55: Xưng bá thiên hạ. Giết. Bắt hộ vệ đồng loạt mà tiến lên một bước, cùng hét lên. Dù gì chỉ có 3 người nhưng khí thế lại không thua nghìn quân ngàn mát. Đồng Thiên Bảo cũng vô cùng kích động. Sau khi giải ngũ thì đây là lần đầu tiên anh ta lại được cùng chiến đấu với đám người điển chủ, các chiến hữu của đội cảnh vệ. Anh ta quay đầu nhìn điển chủ bên cạnh, nói: Điền đội trưởng, lúc trước anh là mục tiêu của tôi, có điều lúc tôi còn trong đội, mỗi lần khiêu chiến với anh thì đều bị anh xử đẹp. Mãi cho đến khi tôi giải ngũ cũng chưa thắng được anh một lần. Điển chủ nhíu mắt: Thế nào, cậu không phục? Đồng Thiên Bảo sáng tay áo lên: Chiến sĩ không muốn làm đội trưởng thì không phải là chiến sĩ tốt. Dù tôi bây giờ không có cơ hội nữa, nhưng tôi vẫn muốn thắng anh một lần. Điển chủ liếc nhìn: Lúc trước cậu chưa từng thắng tôi thì bây giờ càng không thể. Đồng Thiên Bảo hung hổ mà chỉ vào đám Hắc Long trước mắt: Xem chúng ta ai đánh ngã được nhiều địch hơn. Được. Điển chủ đồng ý, giống như mạnh hổ ra khởi động, nhanh như chớp xông về phía bá chủ Mẹ Phi của Thành Trung. Mẹ Phi xuất thân từ Hồng Côn, nổi danh về đánh đấm. Hồng Côn là danh xưng của thành viên cao cấp của giới xã hội đen, cũng là người dẫn đầu đánh đấm. Anh ta cùng với đám thuộc hạ phối hợp với Trương Hoành và Hắc Long bao vây đám người Trần Ninh, nhưng anh ta không ngờ động tác của Điển Chử lại nhanh mạnh như vậy. Vụt một cái liền tới trước mặt anh ta, thậm chí anh ta còn chưa kịp tránh thì đã bị Điển Chử giống như con gấu hoang dã mà hút vào ngực. Rầm. Mẹ Phi cũng bị Điển Chử hút vào mà giống như đoàn tàu hỏa đâm vào, bay văng ra ngoài. Người anh ta co lại mà ngã mạnh xuống đất, xương cốt cả người bị Điển Chử tông cho nát vụn, chết tại chỗ. Điển Chử sau khi xử xong Mẹ Phi thì không dừng lại, tay đấm chân đá rầm rầm hai tiếng, lại thuận thế hạ tiếp hai tên. Thanh âm mà mẻ vang vọng của anh đồng thời vang lên: Ba tên. Đồng Thiên Bảo trừng lớn mắt: Sao anh lại giành đánh trước chứ? Không được cho sọ lá. Miệng anh ta trách bại nhưng cơ thể lại như báo săn nhào về phía Trung Hành, bá chủ của Bắc Thành. Cơ thể Trung Hành rắn chắc, cơ bắp khép người căng cứng. Anh ta nhấc tay đấm một quyền về phía Đồng Thiên Bảo. Đồng Thiên Bảo không tránh, cường tiến lên vung nắm đấm về phía đối phương. Tốc độ của Đồng Thiên Bảo càng nhanh hơn, vô cùng mạnh, giành trước mà đánh lên ngực Trung Hành. Rầm. Lòng ngực của Trung Hành bị Đồng Thiên Bảo đấm cho một cái liền lún vào, phun ra một ngụm máu tươi, ngã ra đất. Đồng Thiên Bảo đắc ý đến: Một tên. Lúc này Bắc Hồ Vệ cũng đã bắt đầu giao chiến với địch ở trong phòng khách. Đám người của gia bọn họ dù đông nhưng thực lực lại không cùng một đẳng cấp với Bắc Hồ Vệ. Bắc Hồ Vệ giống như 8 con mãnh hổ, kẻ địch trước mắt là cừu non, một chiêu đánh ngã đối phương, nhẹ thì tàn phế, nặng thì chết, không tên nào xứng là kẻ địch của họ. Cửu gia ngồi trên ghế thái sư nhìn mà há hốc miệng. Đám người Trần Ninh sao lại lợi hại như vậy? Mẹ Phi và Trương Hành ở giới xã hội đen của Trung Hải cũng nổi tiếng về việc chiến đấu mạnh mẽ, sao lại bị Đồng Thiên Bảo bọn họ hạ gục trong chớp mắt vậy? Nhìn đám thuộc hạ bị đám người điển chủ Đồng Thiên Bảo hạ gục hàng loạt, đáy lòng cửu gia dâng lên tia lạnh ý. Có điều thuộc hạ thế nào nữa cũng không thể cứ để cho đám người điển chủ giết như vậy. Cửu gia vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, liền dứt khoát hét lên với Hắc Long: Bắt sạch phải bắt vương trước, hạ Trần Ninh trước. Hiện trường chiến đấu rất kịch liệt, cứ liên tiếp có thuộc hạ từ bên ngoài xông vào Bạch Hổ Đường bao vây đám người Trần Ninh lại. Chỉ là Trần Ninh vẫn luôn bình tĩnh, không ai có thể tiếp cận được anh. Hắc Long nghe thấy lời của cụ gia, liền đem thuộc hạ hùng hổ xông về phía Trần Ninh. Một đám đông thuộc hạ bên bắc cạnh Hắc Long đồng loạt ngăn bác hộ về lại, ngăn không cho bọn họ bảo vệ Trần Ninh. Hắc Long liền cười gần mà xông về phía Trần Ninh. Theo hắn thấy, Trần Ninh đứng bất động tại chỗ chắc chắn là một quả hồng mềm. Hơn nữa, Trần Ninh là chủ nhân của đám người Đồng Thiên Bảo, bắt Trần Ninh làm con tin, đám người Đồng Thiên Bảo chắc chắn sẽ chủ động đầu hàng. Anh ta thuận lợi mà xông đến trước mặt Trần Ninh, cười gằn mà vung nắm đấm ra. Tiểu tử, nằm xuống đất cho tao đi. Trần Ninh nhếch khóe miệng, chỉ là một con đom đóm mà cũng phát ra ánh sáng, không biết tự lượng sức. Trần Ninh nói rồi nhấc tay lên đấm một đầm. Rầm.
hai nắm đấm va chạm vào nhau, cơ thể Hắc Long vô cùng cường hãn, nắm đấm càng như nồi sắt, rõ ràng mạnh hơn hẳn so với Trần Ninh. Anh ta vốn tưởng nắm đấm của anh ta đủ để đánh bay Trần Ninh, nhưng điều anh ta không ngờ tới là lúc nắm đấm của hai người va vào nhau thì một cổ sức mạnh như đào núi lấp biển truyền tới từ nắm đấm của Trần Ninh. Rắc rắc, một loạt tiếng xương vỡ vang lên, xương tay phải của Hắc Long vỡ vụn, cả cánh tay như sợi mì mà vô lực thõng xuống. A, tiếng hét thảm thiết của Hắc Long vừa vang lên thì Trần Ninh đã đá một cước vào đầu của hắn. Tiếng hét của anh ta liền im bặt, cơ thể bay tới trước phía mặt Cửu Gia đã là một xác chết. Cái gì? Cửu Gia kinh hoàng không kìm được mà liền đứng bật dậy, vô cùng khó tin mà nhìn xác của Hắc Long trên mặt đất. Một hạng tướng đã cùng ông ta chinh chiến và bắt vào Nam, hoành hành 20 năm ở Trung Hải mà không có đối thủ, vậy mà lại bị Trần Ninh đánh chết như vậy. Bóng người xẹp một cái, Trần Ninh đã xuất hiện trước mặt Cửu Gia. Cửu Gia nhìn Trần Ninh ở trước mắt, đối mắt với anh, trong lòng ông ta không kìm được mà run lên, giống như đứng trước một ngọn núi cao lớn hùng vĩ mà cũng có giếng như đứng trước hang sâu tối tăm, có loại cảm giác bị đè ép, bản thân vô cùng hèn mọn nhỏ bé. Cửu Gia vẻ mặt hãi hùng, cậu rốt cuộc là ai? Trần Ninh lạnh lùng nói, ông không xứng để biết, loại người tiểu nhân như ông chết trong tay tôi đã là vinh hạnh của ông rồi. Trần Ninh nói xong, tay trái liền vươn ra bóp lấy cổ họng Cửu Gia, một tay xách đối phương lên giống như xách con gà con. Cửu Gia giãy giụa theo bản năng, nắm ngón tay của Trần Ninh dùng lực rách một tiếng, bị gãy cổ họng của ông ta. Trần Ninh tùy tiện ném xác của Cửu Gia qua một bên, quay người nheo mắt nhìn chiến cục sau lưng. Trên mặt đất của phòng khách trong Bạch Hổ Đường nằm la liệt hơn 100 kẻ chết, người bị thương đều là thuộc hạ của Cửu Gia bọn họ. Đám người hạ Cửu Gia vốn bị đám người Điền Chủ đánh cho rét lạnh, bây giờ nhìn thấy ngay cả Cửu Gia cùng bị giết chết thì có chút ý chí chiến đấu của bọn họ lập tức tan biến, đồng loạt ném hết vũ khí quỳ xuống mà cầu xin. Trong Bạch Hổ Đường rộng lớn, trên mặt đất nằm vô số kẻ địch thương vong, phần lớn đám người còn lại sắc mặt trắng bệch mà quỳ trên đất. Điện chủ và Động Thiên Bảo còn có bác hộ vệ giống như 10 vị ma thần đứng giữa địa ngục. Trần Ninh vẻ mặt điềm nhiên, chắp tay đứng dưới bức tranh Bạch Hổ Tiêu Sơn giống như xưng bá thiên hạ. Cuộc chiến này điện chủ hạ gục 58 tên, Động Thiên Bảo hạ 29 tên. Động Thiên Bảo tâm phục khẩu phục mà nói với điện chủ, đội trưởng thì vẫn là đội trưởng, lần này tôi thua nhưng hoàn toàn bái phục. Điện chủ không nói gì, cung kính hỏi Trần Ninh, thiếu gia, mấy tiểu tốt còn lại xử lý thế nào? Trần Ninh hững hờ nói, để Thiên Bảo tiếp quản, sau này trong giới xã hội đen của Trung Hải, Thiên Bảo duy trì trật tự, tôi không muốn còn nhìn thấy tên hề nào nhảy nhót trước mặt tôi nữa. Đồng Thiên Bảo nghe vậy thì trầm giọng nói, vâng, thiếu gia. Lúc trước Trung Hải không chỉ có người trong giới xã hội đen nhảy nhót trước mặt Trần Ninh, lần này Trần Ninh cũng đã hoàn toàn bị chọc giận, trực tiếp xử lý luôn cả hoàng đế Cửu Gia của giới xã hội đen ở Trung Hải. Sau này trong giới này ở Trung Hải do một mình Đồng Thiên Bảo cai quản, toàn bộ do Đồng Thiên Bảo quyết định, thì Trần Ninh không cần phiền muộn có đám đầu trâu mặt ngựa chạy tới gây chuyện nữa. Đồng Thiên Bảo nghiêm khắc làm theo lời dặn dò của Trần Ninh, từ bỏ hoàn toàn sản nghiệp hàng cấm. Sau này trị an của Trung Hải sẽ tốt hơn, sẽ không có những nơi tối tăm bẩn thỉu gì đó nữa. Chương 56, La Gia Nhị Thiếu. Cái gì? Cửu Gia chết rồi? Tống Trọng Hùng nghe được tin này liền vô cùng kinh hãi. Tống Trọng Bình cười khổ nói, anh cả, em biết được tin này thì cũng không dám tin, có điều bây giờ ở bên ngoài đang bàn luận chuyện tối qua Đồng Thiên Bảo đưa người tới Bạch Hổ Đường đụng độ với Cửu Gia, chém giết đám người của Cửu Gia. Tống Trọng Hùng khó tin mà nói, với thực lực của Cửu Gia vậy mà bại dưới một tên như Đồng Thiên Bảo. Tống Trọng Bình cười khổ, không những Cửu Gia bị diệt mà ngay cả Trung Hoàng bá chủ Bách Thành, Mã Phi bá chủ Thành Trung tối qua cũng bị diệt hết. Bây giờ mọi người đều nói Đồng Thiên Bảo đã thay thế Cửu Gia trở thành vua mới của giới xã hội đen của Trung Hải. Tống Trọng Hùng vô lực mà ngã xuống ghế, thanh âm vô cùng bất lực. Không ngờ Đồng Thiên Bảo đi lại lợi hại như vậy. Bây giờ giới xã hội đen của Trung Hải do Đồng Thiên Bảo cai quản, chúng ta muốn động vào Trần Ninh và Tống Sứ Đình khó rồi. Tống Trọng Bình cũng lo lắng mà nói, nhưng nếu chúng ta không giết Trần Ninh để báo thù cho Phong Thiếu thì La Gia sẽ hội tội Tống gia chúng ta. Anh hai, bây giờ phải làm sao? Tống Trọng Hùng vì mặt biến đổi không ngừng, ông ta cuối cùng từ từ nói, Trần Ninh và Tống Sứ Đình bây giờ có Đồng Thiên Bảo chống đỡ, Tống gia chúng ta muốn động vào Trần Ninh thì là điều không thể. Tôi thấy chuyện này vẫn phải nghĩ ra cách đối với La Gia, để bọn họ ra tay với Trần Ninh mới là sự lựa chọn tốt nhất. Tống Trọng Bình cười khổ, nhưng La Tiên Sinh đã nói rồi, muốn Tống gia chúng ta ra tay báo thù cho Phong Thiêu. Tống Trọng Hùng, La Lâm Nguyên tính cách cố chấp bá đạo, chúng ta đi cầu xin ông ta đổi ý có lẽ cũng không được. Có điều tôi nghe nói ông ta thương người con trai thứ hai nhất La Kim Sướng,
tôi định chuẩn bị qua hậu hĩnh đi thăm La Kim Sướng trước, để cậu ta nói giúp Tống gia chúng ta trước mặt bố mình, có lẽ có thể khiến La Lâm Uyên đổi ý tha cho Tống gia chúng ta một lần. Tống Trọng Bình hai mắt sáng lên, ý hay, vậy chúng ta mau chuẩn bị. Trong phòng bao sang trọng của câu lạc bộ cao cấp Hồng Mai Phương, Tịnh Thiên Hải, Hà Niêm Tống Thụy đang nịnh nọt một công tử bột vẻ mặt kiêu ngạo, xung quanh còn không có ít cô gái trẻ bôi rượu. Công tử bột này không phải ai khác mà chính là nhị thiếu của La Gia, La Kim Sướng. La Kim Sướng khác với La Dục Phong, anh ta là con vợ cả, đồng thời là con trai mà La Lâm Uyên yêu thương nhất, có địa vị lớn trong La Gia, hoàn toàn không phải là người mà La Dục Phong có thể so sánh. La Kim Sướng lúc này trái phải ôm hai mỹ nữ, đều là người nổi tiếng nhất Hồng Mai Phương. Anh ta nhíu mắt nhìn anh em Tống Thị không nóng không lạnh mà nói. Nói đi, hai vị từ xa tới chứ không phải là chị muốn nghe mời tôi uống rượu thôi, rốt cuộc là chuyện gì? Tống Trọng Hùng và Tống Trọng Bình nhìn nhau một cái. Tống Trọng Hùng lấy một chiếc chìa khóa của xe LaFerrari mới cung kính mà đặt lên bàn trước mặt La Kim Sướng, cười nói. Sướng thiếu, hai anh em chúng tôi tới vội vàng, cũng không chuẩn bị được quà gì to tát cả. Chúng tôi biết được cậu Hoàng Đại muốn mua một chiếc xe LaFerrari, nhưng tiếc là thành phố Thiên Hải không có hàng sẵn. Chúng tôi liền mua được cho cậu một chiếc từ thành phố khác, tặng cho cậu lên quà gặp mặt, mong cậu đừng chê. Mấy cô gái bầu rượu trong phòng bao nhìn thấy chìa khóa xe LaFerrari trên bàn, cô nào cũng mắt sáng rực. Ferrari là hãng xe thể thao nổi tiếng, LaFerrari lại là dòng đỉnh nhất của hãng này. Giá của một chiếc LaFerrari hơn 20 triệu. Hơn nữa, có tiền cũng khó mua, thường không có sẵn hàng, phải đợi rất lâu mới có xe. Sở hữu một chiếc xe thể thao siêu đắt mà không những là ước mơ của đàn ông bọn họ, mà phụ nữ cũng khát vọng giống vậy. Đặc biệt là những cô gái hám tiền trải qua chút sự đời nhưng lại không có tiền. La Kim Sướng là dân chơi xe thể thao, trong gara xe của anh đã sưu tầm được mười mấy chiếc xe. Có điều chiếc LaFerrari này hấp vẫn luôn muốn mua mà lại chưa mua được. Không ngờ anh em Tống Thị lần đầu tiên gặp anh ta lại tặng ngay một món quà lớn như vậy. La Kim Sướng nhếch khóe miệng, không cầm lấy chìa khóa mà cười như không cười. Mình nhìn anh em họ cười lạnh. Trên thế giới không có bữa ăn nào miễn phí cả. Hai người tặng tôi món quà như vậy là muốn có được gì từ tôi? Tống Trọng Hùng và Tống Trọng Bình nghe vậy thì thầm kinh ngạc. Xem ra La Kim Sướng dù xuất thân hào môn nhưng lại không là công tử quần áo lụt như bình thường. Chính xác mà nói, không hề vì lợi ích trước mắt mà mất đi lý trí. Tống Trọng Hùng cười nói, chúng tôi không có ý gì khác, chỉ muốn kết bạn với Sướng thiếu mà thôi. La Kim Sướng hừ lạnh, gạt ai chứ? Hai người chạy mấy trăm cây số tới gặp tôi, còn tặng một món quà lớn như vậy chỉ để kết bạn, nực cười. Có điều hai người không nói thì tôi cũng đoán ra được ít nhiều, chắc là có liên quan tới tên em trai đã chết của tôi đúng không? La Kim Sướng dù là anh em với La Dục Phong nhưng là cùng cha khác mẹ. La Kim Sướng là La Gia thiếu gia thật sự, La Dục Phong là do vợ lẽ sinh, chính là giả chủng ở trong La Gia. Vì vậy La Kim Sướng vốn xem thường La Dục Phong, bây giờ nhắc tới em trai đã chết này thì trong ngữ khí cũng không có chút cảm tình nào, thậm chí là mơ hồ lộ ra tia khinh bỉ. Anh em Tống Thị bị La Kim Sướng trực tiếp vạch trần, bọn họ có chút ngại. Tống Trọng Hùng làm liều, Sướng thiếu anh Minh, nhìn cái là biết được mục đích của chúng tôi rồi. Chúng tôi cũng rất tiếc về cái chết của em trai cậu, vốn muốn báo thù giúp cậu ấy, nhưng không ngờ giới xã hội đen của Trung Hải đã trở thành thiên hạ của Đồng Thiên Bảo. Đồng Thiên Bảo nói ai cũng không được động vào Trần Ninh, Tống gia chúng tôi cũng muốn mà đành bất lực. Chúng tôi muốn mời Sướng thiếu gia cậu nói đỡ mấy câu trước mặt La Tiên Sinh, để La Tiên Sinh tha cho Tống gia chúng tôi một lần. Tống Trọng Bình cũng vội nói, đúng đúng đúng, sau khi xong việc thì chúng tôi lại báo đáp Sướng thiếu sau. La Kim Sướng nhau mắt cười nói, Tống gia các ông cũng xem như có quen biết lâu đời với La gia chúng tôi, không ngờ mấy năm nay Tống gia lại sa sút như vậy, chỉ một tên còn con mà cũng không xử lý được. Như vậy đi, tôi tự mình ra tay giúp ông xử lý Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo, ông chuẩn bị thêm cho tôi 100 triệu là được. Sau khi tôi giết Trần Ninh, ông đặt lại hạng mục của Tống Sinh Đình, làm theo như lời hứa lúc trước, tặng lại cho bố tôi. Đến lúc đó tôi lại giúp mấy người nói mấy câu, bố tôi chắc chắn sẽ tha cho các ông một lần. Anh em Tống Thị có chút kinh ngạc, Sướng thiếu, cậu muốn đích thân ra tay? Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo đó không hề dễ. La Kim Sướng hư lạnh, trong núi không có hổ khi xuân vương, bọn chúng cũng chỉ là nhẹ nhóc được vài cái ở Trung Hải mà thôi, ở trước mặt La Gia chúng tôi thì có tính là cái gì? Anh em Tống Thị nghe vậy thì nghĩ, đúng thế, La Gia ở tỉnh Thiên Hải cũng là hào môn, La Gia muốn diệt Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo thì còn sợ không làm được sao? Tống Trọng Hùng vội nâng ly cười nịnh nọt, vậy Tống gia chúng tôi cảm ơn Sướng thiếu tre trước.
Lê Kim Sướng cùng Lê với em Tống. Anh em Tống Thị cung kính mà uống cạn. Lê Kim Sướng chỉ ngạo mạn mà nhấp một ngụm rồi đặt ly xuống. Dạng tên thuộc hàm mặc áo khoác gió đen sau lưng anh ta nói: "Bác Minh, chuẩn bị một chút, ngày mai đi Trung Hải cùng tôi, giết hai tên hề đó." Bác Minh mặt không cảm xúc lên tiếng: "Vâng, nhị công tử." Nhà của Trần Ninh, tiểu khu biệt thự Giang Văn Hoa Viên, Trung Hải. Sáng sớm lúc tia nắng đầu tiên chiếu qua ô cửa sổ, Trần Ninh đã dạy con gái Tống Thanh Thanh vốn ngủ ở giữa lúc này đã đang xuống giường, ôm lấy gấu bông của bé mà ngủ say sưa. Là người luôn miệng nói phải chia giường với Trần Ninh, dùng con gái làm đường phân chia, không được vượt giới. Lúc này Tống Sinh Đình giống như một con mèo mà cuộn tròn vào lòng Trần Ninh, hai tay ôm lấy cổ anh, nhắm mắt ngủ say. Trong mắt anh mang theo ý cười nhàn nhạt, anh đã không biết đây là lần thứ mấy rồi. Mỗi nửa đêm Tống Sinh Đình đều trở mình, trở đi trở lại liền chui vào trong lòng anh. Có điều mỗi ngày anh ta đều giả vờ dạy trẻ hơn cô, tránh cho cô thẹn quá hóa giận. Trần Ninh lúc này nhìn gương mặt xinh đẹp của cô gần như trong gang tấc, ánh mắt rơi lên đôi môi đỏ của cô, đột nhiên rung động mà muốn cúi xuống hôn cô theo bản năng. Nhưng lúc anh ta muốn cúi xuống thì đột nhiên chú ý tới hai hàng mi của cô khẽ động hai cái. Cô sắp tỉnh rồi, anh liền nhắm mắt lại giả vờ ngủ say. Quả nhiên rất nhanh Tống Sinh Đình ở trong lòng anh động đại một cái, tiếp đó nghe thấy cô khẽ nói: "Ai, sao mà lại ngủ say trong lòng người này chứ, nguy hiểm quá. May mà anh ta ngủ say hơn heo, nếu không bị anh ta phát hiện thì chắc chắn bị anh ta cười chết." Tống Sinh Đình nhẹ nhàng mà rời khỏi vòng tay của Trần Ninh, lúc này mới thở phào một hơi. Cô căn bản không chú ý tới Trần Ninh, khóe miệng hơi cong lên. Chương 57: Đừng vui mừng quá sớm. Hôm nay là cuối tuần, cả nhà Trần Ninh và Tống Sinh Đình đi tới trung tâm thương mại Thiên Hà để mua sắm. Cả nhà lái xe đi tới trung tâm thương mại Thiên Hà. Trần Ninh bảo Tống Sinh Đình và bố mẹ vợ đưa con gái vào trong trước, rồi tự mình lái xe tới bãi đổ xe. Tống Sinh Đình đi lên khu bán quần áo ở tầng 3. Tất cả cửa hàng ở đây đều là tiệm chuyên bán đồ hiệu Sima, Gucci, Chanel, LV, Hermes, v.v. Muốn gì có đó. Thời gian gần đây, Trần Ninh thường cùng Tống Sinh Đình đi mua quần áo, vì vậy cô không hề thiếu quần áo. Lần này cô chủ yếu là muốn mua mấy bộ đồ cho bố mẹ. Bố mẹ đã vất vả cả đời, cuộc sống bây giờ đã tốt hơn rất nhiều. Nhưng hai người vẫn mặc quần áo rẻ tiền. Thậm chí mẹ Hiểu Lễ có rất nhiều quần áo, đây là từ 7-8 năm trước. Có cái đều đã sạc bạc màu. Có bề con gái đưa bố mẹ vào cửa hàng chuyên bán Gucci. Tống Trọng Băng và mẹ Hiểu Lễ rất ít khi tới những cửa hàng đồ hiệu cao cấp thế này. Tống Trọng Băng nhìn cửa hàng được trang trí rất cao cấp, còn đủ các loại quần áo muôn màu. Ông chỉ thấp giọng mà hỏi Tống Sinh Đình: "Con gái, quần áo chỗ này có lẽ rất đắt nhỉ?" Tống Sinh Đình cười: "Cũng tạm, lần này con lại muốn mua vài bộ đồ cho tốt cho bố mẹ." Tống Trọng Băng và mẹ Hiểu Lễ nghe nói là muốn mua quần áo cho họ thì đều có chút ngán người. Họ rất ít khi mua quần áo đắt tiền. Mẹ Hiểu Lễ lén nhìn giá của một bộ đồ trên giá đỡ. Lúc này bà nhìn thấy giá 28 ở bên trên thì liền trừng lớn mắt, vội kéo chồng một cái, thấp giọng: "Trời ơi, một bộ đồ mà gần 3 vạn." Tống Trọng Băng cũng sặc cả mình, vội nói: "Đắt quá rồi, không mua nổi. Chúng ta vẫn lại đến cửa hàng HLA mua đi. Một bộ đồ ở đây cũng có thể mua 100 bộ ở đó rồi." Tống Sinh Đình vừa muốn nói không sao, bây giờ nhà họ mua được. Nhưng cô còn chưa nói thì bên tai vang lên một tiếng nói sắc nhọn của một người phụ nữ: "Này này này, các người không có tiền mua thì sợ lung tung làm gì? Đóng vào bảng rồi thì các người có mua nổi không?" Một người phụ nữ trang điểm lòe loẹt, thẻ nhân viên trước ngực ghi cửa hàng trưởng Tiêu Hồng, vẻ mặt khó chịu đi tới. Mẹ Hiểu Lễ giống như chột dạ, mẹ vội buông mát giá ra. Bà xã hội nói: "Xin lỗi, tôi không cố ý. Hơn nữa tôi đã rất cẩn thận, không làm bảng quần áo. Tôi chỉ là cầm mát giá xem chút mà thôi." Tiêu Hồng lạnh lùng mắng: "Mát quần áo là thứ mấy người có thể tùy tiện đọc vào sao? Ghét nhất là mấy người nông thôn trong bụng đất mấy người, không chút giáo dục nào cả. Bà nói mấy người không có tiền chạy tới đây làm gì? Đi xem HOA rẻ mạt của mấy người không phải là được rồi sao? Đúng là muốn ăn mắng mà." Tống Trọng Băng và mẹ Hiểu Lễ đỏ bừng mặt, vội nói ngại quá, sau đó liền kéo Tống Sinh Đình rời đi. Tống Sinh Đình vô cùng tức giận nói: "Bố mẹ, chúng ta không thể cứ đi như vậy được." Tiêu Hồng chống nạnh cười lạnh: "Ha, mắng mấy người vài câu mấy người liền không phục rồi. Không phục thì lấy tiền ra mua đồ đi. Mua bộ này đi chứ. Mấy người có tiền này không? Nghèo rách." Tiêu Hồng lại chú ý tới Tống Sinh Đình mặc đồ không tệ. Cô ta biết Tống Sinh Đình có lẽ là dân văn phòng đưa bố mẹ ở nông thôn tới mua sắm. Nói không chừng kiểu dân văn phòng như Tống Sinh Đình làm liều thì cũng có thể mua được một vài bộ đồ trong này. Vì vậy, bà ta cùng lúc sỉ nhục cả nhà Tống Sinh Đình thì cũng không cố ý khích tướng họ.
Tống Sinh Đình nếu không có tiền mua thì cô ta liền có thể mến cho Tống Sinh Đình sắp mặt. Nếu Tống Sinh Đình thật sự miễn cưỡng mà mua vài bộ thì cô ta cũng có thể lấy được chút hoa hồng. Cô ta lúc này không sợ gì phải mặt thách thức mà nhìn Tống Sinh Đình. Tống Sinh Đình bị thái độ của đối phương chọc giận, định trực tiếp mua bộ đồ giá 8 vạn này, nhưng lúc này Trần Ninh đi vào trầm giọng. Sao vậy? Cả nhà Tống Sinh Đình vốn vừa thẹn vừa giận, nhìn thấy Trần Ninh đi vào thì tâm trạng liền ổn định hơn nhiều. Trần Ninh xuất hiện khiến họ tự nhiên có một loại cảm giác an toàn. Tống Thanh Thanh ở trong lòng Tống Sinh Đình liền nói thẳng: Bố, cô này nói nhà chúng ta nghèo rách mồng tơi, nói chúng ta không mua nổi quần áo ở đây, muốn đuổi chúng ta đi. Trần Ninh nhìn Tiêu Hồng, Tiêu Hồng không sợ, thậm chí ngạo mạn mà nhìn Trần Ninh. Trần Ninh nhìn Tiêu Hồng giống như nhìn con gà chọi, khóe miệng nhếch lên. Anh tiện tay lấy ra một chiếc thẻ bạch kim, lắc lư trước mặt Tiêu Hồng một cái, mỉm cười nói: Không biết thẻ này có thể mua được hoàn toàn bộ quần áo trong cửa hàng này của các người không? Thẻ bạch kim do American Express phát hành, dùng trong toàn cầu, không giới hạn số tiền. Lúc này Tiêu Hồng nhìn thấy thẻ bạch kim trong tay Trần Ninh thì liền kinh ngạc. Tiếp đó trong mắt cô ta liền lộ ra tia vui mừng. Vẻ ngạo mạn lúc nãy không thấy đâu, khuôn mặt dày cộm phán liền ra nụ cười su nịnh, vô cùng nịnh bợ mà nói: Có thể, đương nhiên có thể. Tiên sinh, thẻ đen này của ngài mua 100 cái cửa hàng như chúng tôi cũng không thành vấn đề. Tiêu Hồng liền xin lỗi liên hồi với Tống Sinh Đình, Tống Trọng Băng, mẹ Hiệu Lệ. Thái độ nịnh bợ khiến người ta xem thường. Một nhà Tống Sinh Đình đều xem thường hành vi của Tiêu Hồng, nhưng da mặt của Tiêu Hồng rất dày. Cô ta nịnh nót Trần Ninh: Tiên sinh, ngài muốn mua quần áo gì đây, tôi lựa cho ngài. Trần Ninh tùy ý chỉ: Vậy này, còn có vậy này. Tiêu Hồng nghe vậy thì hưng phấn đến đỏ mặt. Đại gia, đúng là đại gia, mua đồ mua nguyên vậy. Có lẽ hoa hồng của cô ta đã là 10 mấy vạn rồi. Cô ta vô cùng kích động, vội dặn dò nhân viên bên cạnh: Mấy người còn đứng ngắn ra đó làm gì, còn không mau đi lấy mấy bộ đồ đó qua đây. Cô ta cùng mấy nhân viên giống như dở đồ, loạn xạ mà gỡ hết hơn nửa quần áo trên giá xuống. Cô ta cười với Trần Ninh: Tiên sinh, những đồ mà ngài nói tôi đều lấy xuống hết cho ngài rồi, bây giờ gói đồ thanh toán sao? Trần Ninh không nói gì, chỉ bình tĩnh nói: Vui không? Tiểu Hồng vội cười nói: Vui, tôi thật sự rất vui. Trần Ninh hững hờ: Đừng vui quá sớm, vì tôi sẽ không mua nữa. Tiểu Hồng trừng lớn mắt thất thanh: Cái gì? Trần Ninh lạnh giọng: Quần áo ở tiệm này ngay cả xem giá cũng không cho, chúng tôi sao phải mua đồ của mấy người? Trần Ninh nói xong lại nói với Tống Sinh Đình bọn họ: Bố mẹ, Tiểu Đình, chúng ta qua tiệm đối diện mua, quần áo ở đây không cần cũng được. Tống Sinh Đình và Tống Trọng Băng, mẹ Hiệu Lệ bị Trần Ninh làm cho á khẩu, đáy lòng không kìm được mà dâng lên tia khoái chí. Cùng Trần Ninh đi qua cửa hàng Hermes đối diện. Không tới nửa tiếng sau, một nhà Tống Sinh Đình liền xách ba lô lớn, bao nhỏ mà đi ra trong những lời chào tạm biệt của nhân viên Hermes. Hermes cao cấp hơn Gucci nhiều. Máy bao lớn bao nhỏ này có lẽ nhà Trần Ninh đã mua ít nhất mấy chục vạn. Tiêu Hồng nếp trong cửa hàng Gucci, nhìn thấy một màn này mà mặt xanh lì. Chương 58: Tản bộ trong vườn. Nhà hàng Mạn Bộ Văn Đoan ở Đại Hạ, trong tòa nhà cao ốc của Trung Hải, trong nhà toàn hàng rộng lớn, chỉ có một bàn khách. La Kim Sướng mặc bộ vest màu đen được cắt may vừa người, ngồi bên bàn ăn động tác nho nhã mà cầm dao nĩa, đang ăn một phần bít tết. Sau lưng anh ta có hai thuộc hạ đắc lực đứng đó, lần lượt là Bác Minh mặc áo khoác đen cùng với Vương Côn đầu trọc. Phía sau hai người họ lại có ba mấy tên mặc vest đứng nghiêm nghị, đều là tùy tùng của La Kim Sướng. La Kim Sướng động tác nho nhã mà các bít tết hững hờ nói: Giám đốc của nhà hàng Mạn Bộ Văn Đoan Ngũ Phong vội bước qua vị tiên sinh này, xin hỏi có gì dặn dò? La Kim Sướng dùng đĩa đưa miếng thịt bò vào miệng, vừa ăn vừa ôn hòa nói: Bảo ông chủ lớn của các người Đồng Thiên Bảo tới gặp tôi. Giám đốc Ngũ nghe vậy thì có chút ngấm người, ông ta cười ấy nấy nói: Tiên sinh, nếu không có gì chuyện gì đặc biệt thì ông chủ lớn của chúng tôi sẽ không đích thân tới xử lý chuyện của nhà hàng. Nếu anh có chỗ nào không hài lòng với món ăn hoặc thái độ phục vụ của nhà hàng thì có thể nói với tôi, có lẽ tôi có thể giúp được cho anh. La Kim Sướng dừng động tác các bít tết lại ngẩng đầu, nheo mắt nói: Ông chắc chứ? La Kim Sướng ăn mặc lè lượt, một đám vệ sĩ đứng bên cạnh hành động tao nhã. Nhưng không biết vì sao, lúc giám đốc Ngủ đối mắt với anh ta thì trong lòng mơ hồ có một loại cảm giác bất an mãnh liệt. Anh ta cười nói: Đúng vậy, tôi chắc chắn. Anh ta vừa nói xong, con dao trong tay Lê Kim Tướng vụt qua một cái, đầu dao sắc bén liền cắt qua cổ họng của giám đốc Ngũ. Giám đốc Ngũ trừng lớn mắt, hai tay ôm lấy cổ họng và lùi về sau, máu tươi không ngừng chảy qua kẽ tay của anh ta. Anh ta cuối cùng ngã xuống dưới đất với ánh mắt kinh hãi của bảo vệ và nhân viên, mặt đất rất nhanh liền động thành một vùng máu tươi.
đám vệ vệ có mặt liền như gặp phải kẻ địch mạnh. Trong đám nhân viên có một người hét lên chạy ra: không xong rồi, giết người rồi, mau báo cho ông chủ đông. La Kim Sướng không biến sắc mà cầm lấy khăn tay trán trên bàn lên, khẽ lau vết máu còn trên dao cắt cổ, tiếp tục cắt bít tết, vừa ăn vừa nói: Vương Côn. Tên đầu trọc xanh ta tiến lên một bước, thanh âm vang dội đáp: Có thuộc hạ. La Kim Sướng hững hờ nói: Nơi này có tôi và Bác Minh là được rồi. Cầu đưa 20 thuộc hạ đi lấy đầu Trần Ninh, một tiếng đủ không? Vương Côn liền nói: Nhiều rồi. Nói xong anh ta liền đưa 20 tên thuộc hạ rời đi. Chỗ này chỉ còn lại La Kim Sướng cùng Bác Minh mà không cảm xúc, còn mấy mươi tên vệ sĩ. Đám người Vương Côn rời đi chưa lâu thì Đồng Thiên Bảo liền đem Thạch Thanh cùng mấy chục thuộc hạ vội vàng tới nơi. Mau bao vai toàn bộ những tên gây chuyện lại. Mấy chục thuộc hạ của Đồng Thiên Bảo rất nhanh bao vai đám người La Kim Sướng lại. La Kim Sướng vừa ăn no đặt neo dìa xuống, lấy khăn tay lau miệng. Anh ta nhìn Đồng Thiên Bảo mỉm cười: Mày chính là Đồng Thiên Bảo. Đồng Thiên Bảo nhìn thi thể của giám đốc ngủ trên đất một cái, ánh mắt dừng lại trên người La Kim Sướng, đặc biệt là lúc nhìn Bắc Minh. Đồng tử của anh ta không kìm được mà co lại. Bắc Minh bất động đứng đó, nhưng lại cho người ta cảm giác ép bức chết người, là một kẻ mạnh. Đồng Thiên Bảo ý thức được đây không phải là người bình thường tới cái chuyện đối phương là có chuẩn bị sẵn. Ánh mắt anh ta dừng lại trên đám người La Kim Sướng, từ từ nói: Đúng thế, tôi chính là Đồng Thiên Bảo. Các hạ là ai, sao lại giết người của tôi? La Kim Sướng nhếch miệng cười như không cười: Mày và Trần Ninh giết tên em trai vô dụng đó của tao, mày lại không biết tao là ai? Đồng Thiên Bảo liên trường đôi mắt: Anh là người của La Già. La Kim Sướng vỗ tay nói: Chúc mừng, đáp án đúng rồi, thưởng cho mày một đối thủ. Anh ta nói rồi quay đầu nói với Bắc Minh bên cạnh: Giết anh ta, giết thảm. Vâng, nhị công tử. Bắc Minh mày không cảm xúc mà đi về phía Đồng Thiên Bảo, con dao găm đen vô cùng sắc nhọn từ từ rơi ra khỏi ống áo mà rơi vào trong tay anh ta. Trung tâm thương mại Thiên Hà, một nhà Trần Ninh đi ra khỏi cửa hàng Hermes. Trước tiên là đi ký gửi bao lớn bao nhỏ ở nơi ký gửi của trung tâm mua sắm. Sau đó Tống Trọng Băng và mẹ Hiệu Lệ đưa Tống Thanh Thanh lên tầng 9 mua đồ chơi. Trần Ninh và Tống Sinh Đình liền tới cửa hàng bán hàng hiệu ở tầng 5. Tống Sinh Đình muốn mua cho Trần Ninh một món quà. Cô nghĩ mãi thì cảm thấy mua cho anh một cái đồng hồ là hợp nhất. Cô và Trần Ninh tới một cửa hàng bán đồng hồ Kronstein. Cô khá khiến chọn một cái, cuối cùng nhìn trúng một kiểu đồng hồ. Cô cảm giác chiếc đồng hồ này rất bình thường nhưng càng nhìn càng thấy đẹp, rất hợp với Trần Ninh. Chỉ là điều khiến cô sầu não là chiếc đồng hồ mà cô thích này lại là đồng hồ đôi. Cũng chính là ngoài cái dành cho đàn ông thì còn một cái kiểu nữ. Cặp này người ta không bán lẻ, cô có chút khó xử. Không mua thì cô lại cứ cảm thấy kiểu cho nam này đẹp. Mua thì có thể mua cặp thôi. Cô đưa kiểu nam cho Trần Ninh, kiểu nữ rất tất nhiên không nỡ tặng cho người khác. Còn nếu cô tự đi thì chắc chắn Trần Ninh sẽ chọc rồi. Cô nhân viên ở ngoài tiếp thị thấy Tống Sinh Đình do dự thì cười tươi nói: Quý cô, đồng hồ Croissant của chúng tôi là dòng cao cấp thế giới, rất rượu giá. Cô và chồng mình đẹp đôi như vậy, cặp đồng hồ này rất thích hợp với hai người. Tống Sinh Đình đỏ bưng mặt: Tôi. Nữ tiếp thị sợ Tống Sinh Đình không mua, vừa lấy một cây dù cán thẳng màu đen vô cùng tinh xảo ra, cười tươi: Gần đây chúng tôi bán đồng hồ còn có dù đi mưa bản giới hạn. Kiểu dù đen này được thợ mộc nổi tiếng từ Mỹ làm ra, chỉ riêng giá của nó đã hơn 1 vạn. Dù không so đo được với loại dù mưa 10 vạn của Rolls Royce, nhưng cũng rất cao cấp. Tống Sinh Đình không chống lại nổi lời mời mọc của cô nhân viên, cộng thêm cô quả thực chất rất thích chiếc đồng hồ nam đó, muốn tặng cho Trần Ninh. Cô xấu hổ mà đỏ mặt, quyết định quẹt thẻ mua cặp đồng hồ này. Sau khi thanh toán, Trần Ninh cầm lấy cái dù đen, Tống Sinh Đình xách túi đồ cùng nhau rời khỏi cửa hàng. Trần Ninh khẽ cong khóe miệng, ý cười như có như không. Tống Sinh Đình đỏ mặt xấu hổ mà thầm nghĩ: Mua đồ tình nhân gì chứ? Được rồi, lần này thì chắc chắn bị tên này cười cho rồi. Trần Ninh và Tống Sinh Đình men theo hành lang đi về phía thang máy, chuẩn bị lên lầu 9 tìm bố mẹ và con gái. Nhưng Trần Ninh đột nhiên dừng bước. Tống Sinh Đình kinh ngạc mà nhìn anh, vừa muốn hỏi sao vậy, nhưng cô còn chưa kịp hỏi thì phát hiện không đúng. Trên hành lang trước mặt xuất hiện một người đàn ông đầu trọc vạm vỡ. Sau lưng anh ta còn có một đám đàn ông mặc vest một giống nhau. Mấy người đàn ông này một tay giấu ốc vít, bộ vest của họ đều hơi cụm lên, lộ ra đường nét của một con dao. Mấy người này là sát thủ. Mặt Tống Sinh Đình liền trắng bệch. Trần Ninh bình tĩnh nói: Đừng sợ, nhắm mắt lại, cùng anh đi từ từ về trước. Tống Sinh Đình nghe thấy lời của Trần Ninh thì tự nhiên an tâm. Cô nghe theo mà nhắm mắt lại, nắm lấy tà áo của Trần Ninh, cùng anh tiếp tục từ từ về trước. Tên đàn ông đòi trọc không phải là người khác mà chính là thợ thủ đắc lực của La Kim Sướng, Vương Côn.
Phương Côn đưa theo đám thuộc hạ tới là muốn lấy đầu của Trần Ninh. Anh ta nhớ mắt nhìn Trần Ninh cười làm phải tay. Ra tay giết anh ta. Lập tức 20 tên thuộc hạ sau lưng anh ta liền như đám sói mà xông về phía Trần Ninh. Vút tên xông lên trên cùng, giơ cao con dao trong tay lên muốn chặt đầu Trần Ninh. Vụt, Trần Ninh bước một bước, cây dù đen trong tay giống như một cây súng lục đâm vụt ra. Chưa đợi dao của đối phương rơi xuống, cây dù liền đâm xuyên cổ họng của đối phương. Giết. Lại có hai tên xông lên, Trần Ninh bước hai bước, cây dù trong tay lại gõ hai cái đầu gối chúng. Đầu gối của chúng liền bị gãy, kêu gào mà ngã xuống đất. Trần Ninh vẫn ở bên cạnh Tống Sứ Đình, cây dù trong tay đi thong dong giống như đẹp nhanh bên họ, lại vừa giống như đang tản bộ trong vườn. Mọi bước đi của anh đều có một tên kêu thảm mà ngã xuống đất. Mắt Vương Ngôn trừng lớn không dám tin mà nhìn một màn trước mắt. Mấy tên anh ta đưa tới đều là tinh anh của La Gia, vậy mà lại không có ai đánh được Trần Ninh. Anh ta đeo nhận hổ lên, gầm một tiếng, giống như hổ rời khỏi hang mà nhào mạnh về phía Trần Ninh. Trần Ninh đá một cái, chấn động lòng người, rầm. Trần Ninh đá một cái vào lồng ngực anh ta, Vương Công trực tiếp bay ra 7-8 mét, âm một tiếng, ngã mạnh lên bờ tường của bên thang máy, sau đó thuận theo bờ tường mà rơi xuống đất, xuống ngực bị gãy mấy khúc. Anh ta kinh hãi mới nhìn Trần Ninh, phải biết anh ta đã huấn luyện thái bảo công phu nên lực phòng ngự vô cùng mạnh. Bình thường nếu dùng búa sắt nền lên ngực anh ta thì cũng có thể đỡ được, nhưng lại bị một cú đá của Trần Ninh làm cho trọng thương. Vương Côn nhìn Trần Ninh và Tống Sinh Đình đang thâm dông đến gần, đỉnh của cái dù đen của Trần Ninh vẫn còn nhỏ những giọt máu tươi, máu nhỏ lên đất tạo ra những đóa hoa máu. Anh ta nhìn Trần Ninh đang tiến bước, nỗi sợ hãi dưới đáy lòng càng lúc càng mãnh liệt, giống như trơ mắt nhìn thằng chết đang đi tới. Anh ta muốn tránh đi theo bản năng, hẳn không thể trốn ra xe một chút, không để Trần Ninh phát hiện ra sự tồn tại của mình. Có điều Trần Ninh lạnh lùng nhìn vào anh ta, da đầu của anh ta liền tê rằng, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ, xong rồi, mình sắp chết rồi. Trần Ninh lạnh lùng mà nhìn vào tên ngồi bên cạnh thang máy vẻ mặt sợ hãi, lãnh đạm nói, làm phiền nhánh thang máy giúp. Vương Công nghe vậy liền ngay người, sau đó liền hoàn hồn lại, cũng không quan tâm tới sự đau đớn vì toàn bộ xương ngực bị gãy, liều mạng mà chồm dậy. Vương cái tay run rẩy ra nhấn nút thang máy. Không lâu sau, cửa thang máy từ từ mở ra. Trần Ninh và Tống Sinh Đình đi qua Vương Côn đi vào thang máy. Lúc này hai người đi qua Vương Côn thì sự sợ hãi trong mắt anh ta không thấy nữa, thay vào đó là tia do dự. Quay lưng lại với kẻ địch chính là Đại Kỵ. Trần Ninh là dám lớn mặt mà quay lưng lại với anh ta. Đây là thời cơ tốt nhất để anh ta giết Trần Ninh, có nên liều một phen không? Liều vậy. Vương Côn biết nhị công tử tính cách tàn nhẫn, lần này nếu anh ta không giết được Trần Ninh thì trở về cũng không có kết cục tốt đẹp gì, dứt khoát nhân cơ hội Trần Ninh lơ mà làm liều một phen. Anh ta trở tay móc một con dao găm bên sau lưng, đâm mạnh về phía trái tim Trần Ninh. Trần Ninh không thèm quay đầu mà trở tay đâm dù về phía sau. Phụt! Đỉnh dù đâm về sau vào ấn đường của Vương Côn, người anh ta liền cứng đờ. Trần Ninh thu cây dù lại, thi thể của Vương Côn liền ngửa đầu ngã về sau. Trần Ninh giơ tay ấn thang máy tầng 9, tiếp đó thang máy đóng lại. Sau khi cửa thang máy từ từ đóng lại, Trần Ninh mới dịu dàng nói với Tống Sinh Đình vẫn luôn nhắm mắt ở bên cạnh. Được rồi, có thể mở mắt ra rồi, không sao rồi. Chương 59. Trần Ninh tới rồi. Tống Sinh Đình tái mặt mà mở mắt ra run rẩy hỏi, bọn họ là ai? Trần Ninh hờ hững nói, người không đáng bận tâm, không sao, anh xử lý xong rồi. Hai người lên tới tầng 9 tụ họp với Tống Trọng Băng bọn họ, sau đó cả nhà đi vào thang máy khác xuống thẳng bãi đầu xe. Trần Ninh nói với Tống Sinh Đình, Tiểu Đình, mọi người về trước đi, anh đi xử lý chút chuyện. Tống Sinh Đình biết Trần Ninh phải xử lý chuyện sát thủ lúc nãy, cô tưởng mấy người này lại đối kỵ với công trình hạng mục tới gây chuyện, lúc này quan tâm mà nói với Trần Ninh, anh chú ý an toàn. Trần Ninh mỉm cười, Tống Sinh Đình bảo họ lái xe rồi đi. Một chiếc xe SUV không hút mắt ở phía không xa im lặng mà chạy ngang qua Trần Ninh, âm thầm đi theo bảo vệ họ. Mấy người đàn ông ở trong SUV đều là những vệ sĩ được điện chờ sắp xếp bảo vệ người nhà của Trần Ninh. Xe của Tống Sinh Đình bọn họ vừa biến mất khỏi tầm nhìn Trần Ninh thì một chiếc xe Jeep liền xuất hiện bên cạnh anh. Trong xe Jeep chỉ có một tài xế, chính là Điển Chữ. Trần Ninh mở cửa lên xe, thản nhiên nói, La Gia tới bao nhiêu người? Trước khi Điển Chữ tới thì đã điều tra rõ ràng người của La Gia. Anh ta trầm giọng trả lời, người ta chính là La Kim Sướng, đưa theo hai cao thủ là Bác Minh và Vương Côn, còn đưa theo 30 tên thuộc hạ tên anh của La Gia. Vương Côn cùng 20 tên thuộc hạ trong đó đã bị Trần Ninh xử lý, kẻ thì chết, kẻ thì bị thương. Trần Ninh nheo mắt, La Kim Sướng bây giờ đang ở đâu?
Điển Chủ vừa lái xe ra khỏi bãi đậu xe vừa báo cáo. Lê Kim Sướng bây giờ đang ở nhà hàng mạng bộ Văn Đoan tìm Đoàn Thiếu Bảo trước dặn. Trần Ninh dùng tốc độ nhanh nhất tới mạng bộ Văn Đoan. Điển Chủ, tuân mệnh. Nhà hàng mạng bộ Văn Đoan ở trên tầng cao nhất của tòa cao ốc trung tâm Trung Hải. Hiện trường vô cùng thê thảm, đám người thanh thạch, toàn bộ đều nằm trong vũng máu. Mọi người đều bị thương nặng thoi thóp. Ngay giữa nhà hàng, Bác Minh cầm dao găm, khuấy miệng. Trần Ninh tới rồi, mang vẻ đắc ý nhàn nhạt, tàn nhẫn mà nhìn Đổng Thiên Bảo ở trước mặt. Trên người Đổng Thiên Bảo đều là vết thương, có hàng hơn trăm nhát, toàn thân máu chảy đầm đìa. Anh ta vừa thở hồn hển vừa phẫn nộ mà trừng mắt với Bác Minh, chuẩn bị vòng đấu tiếp theo. Đổng Thiên Bảo dù xuất thân đội cảnh vệ nhưng anh ta vì bị thương nên giải ngũ, sức chiến đấu đã còn không bằng thời đỉnh cao của anh ta nữa. Cộng thêm việc hai năm nay ít luyện tập, sống trong nhung lụa, thực lực càng đi xuống. Mà Bắc Ninh này là cổ máy giết người được Lai Gia dạy dỗ từ nhỏ, mỗi ngày đều tốn rất nhiều thời gian luyện đủ cách giết người. Đổng Thiên Bảo ra đấu với Bắc Minh đã hoàn toàn thất thế. Nếu không phải là Bắc Minh nghiêm túc dựa theo lời dặn dò của Sướng Thiếu là giết cho thảm, chuẩn bị từng nhát dao mà ngược đãi Đổng Thiên Bảo tới chết, nếu không thì Đổng Thiên Bảo bao giờ e là đã chết trong tay Bắc Minh. Lê Kim Sướng lúc này ngồi bên trên một cái ghế, động tác tao nhẹ rút ra một điếu thuốc, mười mái tên vệ sĩ mặc vest chỉnh tề xếp thành một hàng sau lưng hắn. Ánh mắt của anh ta dừng lên trên Đổng Thiên Bảo máu mi đầm đề, khóe miệng hơi cong lên một nụ cười lạnh. Trên núi không có hổ, khỉ rồi sơn vương, tao còn tưởng người giết em trai tao diệt đám người cụ gia lợi hại đến thế nào chứ, ra chỉ là một tên phế vật. Đổng Thiên Bảo dù cả người bị thương nhưng ý chí chiến đấu vẫn cuồn cuộn, anh ta khạc ngừng máu đờm, khinh thường mà mắng. Đám hề các ngươi cùng chỉ nhảy nhót được hai ba cái bây giờ thôi, đợi thiếu gia của tao tới rồi thì ngay cả chữ chết viết thế nào cùng chúng mày cũng không biết viết thế nào đâu. Đổng Thiên Bảo nhắc tới Trần Ninh, ánh mắt lại phát ra loại ánh sáng đó, giống như nhắc tới vị thần trong lòng hắn. Ngay cả đám thanh thạch bị thương nặng nằm trên đất, nghe thấy Đổng Thiên Bảo nhắc tới Trần Ninh thì họ cũng trở nên kích động, đồng loạt giãy dụa hét lớn. Bảo ca nói đúng, đợi lát nữa thiếu gia tới rồi, hai ngón tay cũng đủ để bóp chết chúng mày. Lê Kim Sướng có chút khó hiểu, đám người Đổng Thiên Bảo vậy mà lại sùng bái tín nhiệm Trần Ninh đến vậy. Lê Kim Sướng cười lạnh, tính thời gian thì Vương Quân có lẽ đã lái được đầu của Trần Ninh và đang trên đường về rồi. Còn về chúng mày ấy mà, Bách Minh, tiễn bọn chúng lên đường, đừng để thiếu gia của chúng một mình cô đơn dưới suối vàng. Vâng, nhị công tử, Bách Minh đáp một tiếng, nhào vụt về phía Đổng Thiên Bảo. Đổng Thiên Bảo gầm thấp một tiếng, đấm một cái lên mặt Bách Minh. Cơ thể Bách Minh giống như âm hồn, lập tức chui tọt qua dưới cánh tay của Đổng Thiên Bảo. Lúc nghiêng người qua, dao găm của anh ta liền đâm mạnh về phía Đổng Thiên Bảo. Mắt thấy dao găm của Bách Minh sắp đâm mạnh lên Đổng Thiên Bảo thì lúc này đột nhiên bắn lên một tia lửa, thứ giống như viên đạn bay tới đánh lên con dao găm. Phụt một tiếng, đốm lửa bắn ra tứ tung. Nhát dao đoạt mạng này của Bách Minh liền bị đánh cho lệch đi. Anh ta kinh ngạc mà cúi đầu nhìn lên đất, phát hiện thứ lúc nãy bắn dao găm của anh ta chỉ có thể là một điếu thuốc. Là ai? Một điếu thuốc nho nhỏ mà lại bắn ra nhanh như đạn. Anh ta kinh hãi mà cùng với tất cả mọi người có mặt ở đấy nhìn về phía điếu thuốc được bắn ra. Sau đó liền nhìn thấy một người đàn ông cơ thể cao lớn đi cùng với một người lực lượng đang đi vào từ phía nhà cửa hàng, chính là Trần Ninh và Điển Chữ. Đám người Đổng Thiên Bảo, Thạch Thanh đều giống như nhìn thấy ánh sáng ở biển khô, ai nấy đều vô cùng kích động, đồng loạt vui mừng mà hét lên. Thiếu gia! Lê Kim Sướng cũng tràn đầy kinh ngạc mà nhìn Trần Ninh. Anh ta vô cùng khó tin mà nói, sao mày lại ở đây? Vương công tên Trần Ninh lạnh giọng, anh ta đã là một xác chết, mày cũng sắp bồi. Lê Kim Sướng cười hung dữ, khẩu khí ghê gớm thật, tao muốn xem thử mày có cách đó không. Bách Minh, giết anh ta. Bách Minh lần đầu lộ vẻ mặt nghiêm túc, dao găm trong tay anh ta vung lên mấy cái, sau đó lao vụt về phía Trần Ninh, tốc độ cực nhanh đến mức lưu lại dư ảnh. Dao găm đen mang theo con gió hung ác nhanh như chớp mà chém về phía Trần Ninh. Trần Ninh hơi nhếch khóe môi, tùy ý cầm một chiếc đũa ở bàn ăn bên cạnh lên, dùng đũa làm kiếm, nhắc tay đâm qua. Vụt! Lúc dao găm của Bách Minh còn cách Trần Ninh mấy milimét thì đũa trong tay Trần Ninh đã đâm vào cổ họng anh ta. Động tác của anh ta liền cứng đờ. Cái gì? Bách Minh bị Trần Ninh giết trong nháy mắt. Lê Kim Sướng trừng lớn mắt, hắn không thể nhô con người ra mà còn nhìn ra một màn này rốt cuộc có phải thật không. Trần Ninh trở tay rút ra chiếc đũa ra, dao găm của Bách Minh rơi len keng xuống đất. Anh ta ôm lấy cổ họng không ngừng tuôn máu, trong cổ họng rì rầm không nghe rõ. May mạnh quá, có thể nói cho tao biết mày rốt cuộc đã dùng mấy phần công lực để giết tao không? Trần Ninh lạnh lùng nói, một phần. Bách Ninh nghe vậy thì vẻ mặt vô cùng chấn động, sau đó cơ thể từ từ ngã xuống. Chương 60, chút xe la. Kim Sướng tràn đầy kinh hãi mà nhìn Trần Ninh,
Bác Minh là cao thủ anh ta đưa tới La Gia tới, không ngờ lại bị Trần Ninh giết một chiêu trong nháy mắt. Trần Ninh nhìn sang La Kim Sướng lạnh giọng: "Tao đã từng cảnh cáo rằng La Gia chúng mày không được đặt chân tới Trung Hải, nhưng chúng mày vẫn tự tìm cách đường chết." La Kim Sướng hiểu ra cái gì, anh ta kinh hãi: Mày muốn giết tao? Mày dám?" Trần Ninh khoát tay, bình tĩnh nói: "Tiễn anh ta lên đường." La Kim Sướng vừa kinh ngạc vừa tức giận, hung dữ hét lên: "Tao là La Gia nhị thiếu của Tỉnh Lỵ, kẻ nào dám?" 10 tên vệ sĩ sau lưng anh ta đồng loạt tiến lên bảo vệ anh ta. Chỉ là lúc này Điện Chữ và Đổng Thiên Bảo toàn thanh đào máu mi đã xông tới, mùi máu tanh lại tản ra không khí. Trong nhà hàng vang lên tiếng chém giết, một lát sau liền yên tĩnh lại. La Kim Sướng và vệ sĩ của anh ta đều nằm trong vùng máu, mắt La Kim Sướng không trừng lớn, rõ ràng chết không nhắm mắt. Có lẽ anh ta không dám tin, ngay cả nhị công tử của La Gia là anh ta mà Trần Ninh nói giết là giết. Lúc này bên ngoài cửa nhà hàng tới một đám đông, toàn bộ đều là thuộc hạ của Đổng Thiên Bảo nghe được tin tức mà vội tới cửa. Trần Ninh nhìn Đổng Thiên Bảo một cái: "Vết thương của cậu có sao không?" Đổng Thiên Bảo thục sủng nhược kinh, xấu hổ nói: "Không chết được, mấy năm nay thực lực giảm mạnh, làm thiếu gia mất mặt rồi." Đổng Thiên Bảo lúc đó là vì bị thương nên giải ngủ, hai năm nay lại không luyện tập cường độ cao, thực lực giảm sút là bình thường. Trần Ninh nhàn nhạt nói: "Không sao là được rồi. Lát nữa đưa thi thể của La Kim Sướng về La Gia ở Thiên Hải, lại cảnh báo bọn họ lần nữa." Đổng Thiên Bảo: "Tuân mệnh." Điện Chữ lúc này hơi do dự liền nhỏ giọng: "Thiếu gia, tôi còn có một chuyện cần bẩm báo." Trần Ninh bình tĩnh nói: "Chuyện gì?" Điện Chữ nói: "Dựa theo những gì tôi điều tra được thì La Kim Sướng lần này tới gây chuyện với chúng ta, tỏ rõ là tới báo thù cho em trai anh ta, thực ra là do Tống gia xúi giục. Tống gia hứa trả thù La Hậu Hĩnh, mời La Kim Sướng ra mặt giết anh và Đổng Thiên Bảo." Trần Ninh nghe vậy thì trong mắt xẹt qua tia sáng lạnh. Đám người Tống gia này đúng là chán sống rồi. Nếu không phải là nể mặt chúng là cùng huyết thống với Tiểu Đình thì tôi sớm đã diệt hết bọn chúng rồi. Điện Chữ: "Có cần dạy cho bọn họ một bài học không?" Trần Ninh hững hờ nói: "Chàng nghĩ Tống gia trên mọi mặt để bọn họ chịu khổ, nhớ đời." Điện Chữ: "Tuân lệnh." Ngày đó xác của La Kim Sướng được đưa về La Gia ở Thiên Hải, tin tức nhị công tử của La Gia cũng gặp nạn ở Trung Hải liền được truyền khắp nơi. Trong dinh thự của Tống gia, cả nhà Tống Thanh Tùng cùng Tống Trọng Hùng, Tống Trọng Bình cùng mở cuộc họp gia đình khẩn cấp. Thì ra không lâu sau khi La Kim Sướng chết, mấy công ty của Tống gia đều đồng loạt xảy ra biến cố, hoặc là thị trường cổ phiếu bị người ta công kích, giá cổ phiếu rất mạnh, hoặc là các cơ quan liên quan tới điều tra còn tra ra không ít vấn đề. Vừa phạt nạn vừa ra lệnh cưỡng chế có thời hạn, Tống gia tổn thất nặng nề. Tống Trọng Thanh Tùng lúc này tức phòng mồm tròn mắt phẫn nộ mà chất vấn: "Ai có thể trả lời cho tôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao công ty của chúng ta lại không ngừng xuất hiện vấn đề, tổn thất nặng nề như thế?" Hai ngày ngắn ngủi mà Tống gia đã tổn thất mấy trăm triệu, mất hơn nửa tài sản rồi. Tống Trọng Hùng cười khổ: "Bố, không cần nghĩ, chắc chắn là có người chèn ép mà chúng ta ở mọi phương diện." Tống Thanh Tùng quát: "Ai? Lại dàn chèn dưới ép chúng ta?" Tống Trọng Hùng chán nản: "Có cần phải nói nữa sao? Chắc chắn là La Gia của Tỉnh Lỵ. Bọn họ đem cái chết của La Thiếu chụp hết tội lên hết đầu chúng ta mà." Sắc mặt của đám người Tống gia đều rất khó coi. Bọn họ tưởng gần đây gia sản bị chèn ép là do La Gia làm nữa. Tống Thanh Tùng hằn học mà nói: "Tôi đã bảo con xử lý cho tốt chuyện này mà con lại hay rồi." Lôi cả tấm mảng của đứa con trai thứ hai nhà La Lâm Yên thương yêu nhắc vào: "Tống gia chúng ta lần này e là gặp phần xui lớn rồi." Tống Trọng Hùng nghiến răng nghiến lợi nói: "La gia muốn đuổi cùng giết tận chúng ta không thể cứ ra đây chịu trói được." Tống Thanh Tùng: "Con có chủ ý gì?" Tống Trọng Hùng liền nói: "Bố, có lẽ bố biết tới Trúc gia, một trong bốn nhà lớn nhất của phía Nam chứ?" Tống Thanh Tùng trừng lớn mắt: "Đương nhiên biết, La gia chỉ có thể xem như là gia tộc hạng ba, Trúc gia hiển hách hơn La gia nhiều, 10 La gia cũng không bằng một Trúc gia." Tống Trọng Hùng nhíu mắt nói: "Thật ra vua của thế giới ngầm của Trung Hải lúc trước, Trần Cửu chính là đệ tử của Trúc gia. Đổng Thiên Bảo sau khi Bảo lật đổ Trần Cửu trở thành vua mới của giới xã hội đen Trung Hải thì không cho giới xã hội đen buôn bán hàng cấm nữa. Phải biết tất cả mối làm ăn hàng cấm của phương Nam đều có dính tới nhà Trúc gia. Đổng Thiên Bảo làm như vậy quả thật đã cắt đứt đường tiền của Trúc gia ở Trung Hải. Nghe nói Trúc gia đã sai người tới muốn xử lý Trần Ninh và Đổng Thiên Bảo. Tống Thanh Tùng nghe vậy thì khó hiểu: "Trúc gia muốn xử lý Trần Ninh và Đổng Thiên Bảo thì có liên quan gì tới chuyện lão La gia chèn ép chúng ta đâu?" Đống Trọng Hùng cười nói: "Bố, La gia chèn ép chúng ta
chúng ta không thể ngồi yên chờ chết được. Chúng ta dứt khoát gia nhập vào dưới trướng Trúc Gia là được. Chúng ta gia nhập vào dưới trướng Trúc Gia, sau này tiền kiếm được mỗi năm đều phải cúng biếu cho Trúc Gia một phần, nhưng đồng thời cũng đổi lại được sức sự bảo kê của Trúc Gia. Tống Thanh Tùng nghe vậy thì rất do dự, cuối cùng từ từ nói, hey, gia nhập dưa vào dưới trướng Trúc Gia cũng là chuyện hết cách rồi. Chuyện này liền do con đi bàn bạc với họ vậy. Tống Trọng Hùng vui mừng, nói, được, con nghe nói đại thiếu gia của Trúc Gia, Trúc Cửu Linh, đã tới Trung Hải, con lập tức đi thăm cậu ta. Trên một du thuyền vô cùng sang trọng tại vịnh ánh trăng của Trung Hải, Trúc Cửu Long mặc quần bơi, đeo kính râm, đang thoải mái, mà nằm trên ghế dài trên bãi cát, tay cầm ly champagne, bên cạnh có mấy mỹ nữ trẻ tuổi đang đấm bóp lưng cho anh ta, nơi không xa có mấy tên vệ sĩ sát khí đằng đằng. Tống Trọng Hùng cầm một xấp tờ giấy cung kính mà đứng trước mặt Trúc Cửu Linh. Trúc Cửu Linh nhíu mắt, Tống gia các người gia nhập vào dưới trướng của Trúc gia chúng tôi, sau này gia tộc các người mỗi năm phải chia một nửa số tiền kiếm được cho chúng tôi, xem như đền đáp lại. Tống gia các người sẽ được Trúc gia chúng tôi che chở, tôi đảm bảo ở phương Nam không có kẻ nào dám cả gan động vào một sợi tóc của Tống gia các người, không thành vấn đề chứ? Tống Trọng Hùng cười nói, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Trúc Cửu Linh búng tay, liền có người đưa một phần hợp đồng tới, bảo Tống Trọng Hùng ký tên. Ký xong hợp đồng thì Tống gia xem như chính thức gia nhập vào dưới trướng của một trong bốn gia tộc lớn nhất miền Nam, Trúc Gia. Trúc Cửu Linh cùng ly với Tống Trọng Hùng, cười tươi nói, chúc mừng ông chính thức gia nhập vào dưới trướng của Trúc Gia chúng ta. Trúc Gia chúng ta lần này hợp tác vui vẻ. Tống Trọng Hùng cười lớn, đúng đúng đúng, hợp tác vui vẻ. Hai người cạn ly, Tống Trọng Hùng liếc ngang dọc hai cái rồi dè dặt nói, Trúc đại thiếu, Lê Lâm Nguyên đem cái chết của con trai ông ta quy chụp lên đầu chúng tôi, tuyên bố sẽ báo thù cho Tống gia, cậu xem có cách gì không? Trúc Cửu Linh hững hờ nói, đừng gấp. Nghe nói Lê Lâm Uyên đã đưa tất cả thuộc hạ tên anh của Lê gia dốc hết sức lực mà muốn tới Trung Hải giết chết Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo. Tôi vừa hay có thể mượn tay Lê gia diệt trừ Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo. Còn về việc Lâm Uyên muốn báo thù Tống gia mấy người thì đến lúc đó tôi sẽ nói với ông ta một tiếng. Tống gia các người đã thuộc dưới trướng Trúc gia, ông ta không dám làm khó mấy người đâu. Tống Trọng Hùng vui mừng, cảm ơn Trúc đại thiếu. Lúc này Lê Lâm Nguyên đưa 300 thuộc hạ, ai nấy đều đeo khăn tang, lấy mấy chục chiếc xe giống như đoàn xe đưa tang, hùng hổ mà đi về phía Trung Hải, muốn tìm Trần Ninh báo thù.